ấy là hai 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 ba nhà và sẽ phát thể tên tên và sẽ đến tên thể được không sao vào trong cái nhà có thấy cái cây bút mới nó lai kìa. Được mà. Được mà đây. Phương Vy. Phương Vy cũng có mà hả? Nguyên mới nó cũng có kìa. Thử có được không? Tấm hết hàng xả ra đi sao bắn lại đi bên bên cái ghế bên này nè lâu lắm rồi để đăng kia từ từ Lê Hành để chị các em đang mang màu đen nghe rồi ok chờ em xíu rồi hello cả nhà nha chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nè hello hello cả nhà ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha Lê xã Lê sale hết cái hello chị Thủy Huỳnh nè cái bếp này là cái trang cá nhân này là trang mới của Nguyên ấy trang mới của Nguyên ấy để mình vô nha còn nhiều ông xã lấy cái bao cam xã tấm hết ra đi xả đi cho nó gọn chà chà rồi chị nào vô like trên trang cá nhân mới ấy, chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé hello chị Phượng Trần hello chị Trang Hồ ai vô rồi tương tác lên dùng Nguyên nha có những đơn ghé lấy từ lúc đầu tháng 6 đầu tháng 7 là được nửa tháng rồi không ghé Nguyên cũng xả luôn nha ở trên trang cá nhân có coi được không đứa ta tối nay nhiều món ngon bổ rẻ đúng giá mùa dịch luôn ở trên hội có ở trên trang cá nhân có được nhiều ơi bao nhiêu ký cũng vừa nãy giảm nhiều bao nhiêu ký cũng vừa coi có được không ta trên trang cá nhân này coi có được không chị em mình không thấy không thấy mà sao vô trang cá nhân ấy có trang sẽ à? Nhưng mà ba chấm à. Lên đây này đi coi nè nè ba cũng coi được đâu chứ chả không được đâu thấy luôn mà nó hiển thị mà bét thôi thấy nhưng mà cái Facebook của ba là không coi được tua ba vô được mà không biết bấm thấy chưa phải cái này ha cái đó đó nó là trên trang cá nhân đấy ba coi coi trên hội đi à coi trên bếp đi bếp hàng này hàng này không thấy phải thông báo like à rồi nha lên bán tặng nha chị nào vô rồi tương tác lên luôn dù Nguyên biết Facebook mấy bữa nay nó bị cái chi nữa không biết nữa luôn nhiều người bảo không thấy nhiều người vô coi được rồi thì không coi được nó đứng miết đủ cái loại hết rồi nha lên luôn cho chị em mình mã này trước bán tặng trước cái đống hàng xả cái đống hàng bom đủ các kiểu thể loại này trước nha hàng bom hàng xả các thể loại trong này thank you.
Rồi lên nha chị em Hạnh ơi. Ok, màu đen cho chị Lê Hạnh 49.000 đây sao này. 49.000, màu trắng cho Thủy Thủy nữa luôn. Thủy Thủy dặn cái màu trắng nữa. 49.000 con áo con đang mang, cái xíu con lên nhé. Con lên nhanh luôn cho chị em mình luôn những cái mã hàng sale đi, đi cho nó gọn. Con đầu tiên chốt cho những chị nào chia sẻ nha. Trắng cho Thủy Thủy. Trắng cho Thủy Thủy 49.000. Lên nha. Con đầu tiên. Con này là một con váy lanh nhá. Lanh này dành cho chị em mình đến 60kg vẫn mau ok. Đây là lanh nhung nha. Lanh nhung 60kg vẫn mau ok. Đây chị em mình nhiều form này. Chốt lên luôn những mã này là mã 20. Thúy Huỳnh bấm chia sẻ công khai lên, nó mới hiện người chia sẻ lên mã hồi nãy mới vừa nói xong mấy tiền ta 29.000. Chúc lên mã 29 luôn dùng nguyên một con váy lanh size 60 quay đầu, lên mã 29 luôn dùng nguyên nhá. 20 à, mới vừa nói 20 á. 20 luôn ok cho sang sang. Bộ này á là bộ hàng công ty May 10 nhá. Công ty May 10 nó thật sự mua được những cái bộ hàng xịn như thế này rồi còn xả này. Mua được những cái bộ hàng xịn đây rồi còn xả này. Size này dành cho những chị em mình 52kg quay đầu. Bộ này hàng của công ty May 10, bán tặng luôn cho chị em mình bộ này luôn, 35k luôn. Hàng xịn nha. Hàng này là hàng cao cấp luôn dù nguyên này. 29 hết rồi trời ơi. Lên lưu dưỡng mã cà rốt tặng nói xong 35.000. Chị em mình lên luôn nhiều nguyên cả cái giá nhá. Nhiều khi là nguyên sale á, nguyên đập giá ngẫu nhiên ấy. Ráng lên cho nguyên có kèm cái giá luôn nhiều nguyên nhá. Chốt mã bộ cao cấp luôn nhiều nguyên nhá. 35.000 cao cấp. Chị nào lấy cao cấp lên nhanh cao cấp luôn nhiều nguyên. Mua được những con này rồi mà xả. Rồi tiếp luôn nhiều nguyên cái bộ này à, mua bộ cho bé. Hàng này hàng đang hàng 79.000. Size 15kg cho... Size 15kg luôn nhiều nguyên này cho Lệ Nguyên. Tặng luôn 49.000. Chị nào nhanh tay có. Size 15kg quay đào hàng này bình thường luôn bán 95. Còn size 79.000. Còn xả ra nữa thì thôi luôn. Mua bộ cho bé hàng nó thật sự hàng cao cấp. Mua này xong tốn tiền ship. Sợ tốn tiền ship xả ra. Chị em mình mua hàng không biết thông thái nó nằm ở điểm nào. Chốt lên mã 49 bé luôn dùng nguyên, hàng xịn luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã bé tặng bé 49. Chị nào đấy tặng bé 49. Mua con. Sợ tốn tiền ship em ơi, để cho chị khi nào chị rảnh chị coi like. Không biết khi nào chị em mình rảnh hết. Chốt lên luôn dụng mã này. Cà rốt rồi đúng không? 49 cho chị Thảo Nguyễn Dầu. Thảo Nguyễn Dầu. Cà rốt hết nha. Rồi chốt lên luôn dụng mã này. Size này 52kg quay đầu. 52kg quay đầu, xịn sò luôn cà rốt hết nhé Phương Nghi ơi. Đây nè. Xịn sò luôn con này chuẩn của nó là U mì hàng. Bán tặng với em con này 39.000. 39.000 và size trẻ mình 52kg qua đầu. Lên luôn dưỡng mã này, mã đùi. Đùi 39, lên mã đùi 39 nhé. Đùi 39. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Con này giờ không bán nữa, tặng luôn. Tặng luôn. Chốt lên cho chị nào chia sẻ. Size này size 40 độ về. Lên luôn dưỡng mã 0 đồng luôn dùng nguyên. Chốt cho chị nào chia sẻ nhé. Cái chị nào chia sẻ chốt, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Chốt mã 0 đồng lên luôn giúp nguyên. Chị nào lấy không đồng. 39 chờ Hiếu nha. Áo Nguyên đang mang xíu xíu chồng xíu nhé. Chồng xíu xíu nhé. 39 chờ Hiếu nha. Chị nào lấy mã không đồng lên không đồng. Con này lên 49k vậy em mình nghĩ một con sung. Hả? Giật với lại bên máy này em sợ coi này. Nó đứng đi rồi luôn. Nó đứng đi luôn này. Không đồng cho Diễm Nguyễn nghe. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã này lên luôn dùng mã sung. Chốt lên mã này là mã sung luôn dùng nguyên. Ba coi làm răng coi được cái điện thoại này ba. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Ok rồi nha. Con này lên chung mã quần sung luôn dùng nguyên. Quần sung nha. Con này là dặn quần riêng giấy ấy. Sai trẻ mình 55kg quay đầu. Tặng 35.000 luôn. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Hồi nãy cầm rồi. Sẵn lên luôn dùng mã tặng 35. Ồ cái bộ này chưa cho chị Khánh Uyên nè. Bộ này chưa cho chị Khánh Uyên này. Cho chị Khánh Uyên này. Bò giấy 35 nhá. Bộ hồi nãy mới vừa hạ xuống nó chưa cho chị Khánh Uyên đi. Chị Khánh Uyên. Rồi lên luôn dùng này. Con này lên luôn dùng nguyên. Mã này là mã sơ mi. Hàng này hàng 55kg quay đầu. Trời ơi.
theo toàn bộ này, xung cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Theo toàn bộ chị em mình lên nhanh, tối nay có rất là nhiều món sale giá cực kỳ rẻ luôn. Comment lên luôn dùng mã này là mã tặng 39.000 luôn. 39.000. Chị nào lấy cái mã này xíu nó bán tặng cho chị em mình một mã hai lớp nha, hai lớp. Này nó kho nó sale hơn, tại vì là hôm bữa là tống hết rồi, sau bữa nay bảo là chạy giùm chị, tại vì là chị còn sót 1.000. Chị tưởng là hàng bé. Xíu nữa mình lên sale luôn chị em mình cực kỳ rẻ luôn. Chào một xíu xíu. Lên luôn dùng mã này là mã sơ mi tặng 39k luôn. Chị nào lấy sơ mi tặng 39, lên sơ mi tặng 39, xung nguyên hết nhé. Sơ mi size 55kg quai đào cho chị Huỳnh Trinh. Ok chị Huỳnh Trinh nhé. Ok chị Huỳnh Trinh. Ô bộ lanh, bộ lanh 49k sợ tốn tiền ship này. Đúng, sợ tốn tiền ship luôn này. Lên mã tặng 35.000 nắp luôn. Size trẻ mình lấy 60 nhá. Lên luôn dùng mã bộ 35. Chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nhé. Tặng bộ 35, chị nào lấy tặng bộ 35 lên tặng bộ 35 luôn dùng nguyên. Tặng bộ 35, chị nào lấy tặng bộ 35 lên tặng bộ 35 luôn dùng nguyên. Cái này là một con khoác. Thôi cái trời này làm lên con này hơi bị nóng. Hơi bị nóng. 35 cho chị Hòa Trúc. Trà ơi. Đâu ra thế này? Ai không lấy con chừa luôn. Bộ hàng công ty 190. Bộ 35 ở trên trang cá nhân bà thấy không? Coi được trang cá nhân không? Lấy một cái điện thoại. Là được cả trang cá nhân. Rồi chốt lên luôn dưỡng mã này. Bộ công ty đang. Bộ này là bộ 199.000 nè. Đang sale cho dạy mình là 95. Bộ đang lên luôn trẻ mình mã tặng 79. Đen CM size 52 quay đầu. Chốt mã bộ công ty đen 79k. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã tặng đen 79. Chốt mã tặng đen 79. Chị nào lấy tặng đen 79 lên tặng đen 79. Rồi một con quần loe. Quần loe màu trắng size này dành cho những chị em mình 52 quay đầu. 52 quay đầu. Bộ 35 em hết nha. 52 quay đầu. Le này đang sale 89. Con này lên luôn chị em mình mã này 69k le. 69k le. Bộ 35, bộ 35 em hết rồi. Bộ đen cho chị trai. Đâu? Yến Trần bộ 35 mà. Yến Trần bộ đen 79 gì á. Chị Xuân Thu lên trước nữa kìa. Xuân Thu lên trước kìa. Le cho Nguyễn Hữu Linh Sa 69. Nguyễn Hữu Linh Sa 69. Rồi tiếp lên luôn dùng con này size L. Size 57kg quay đầu. Con này lên mã xịn luôn dùng nguyên nhá. Chúc lên mã xịn. Ở trên trang cá nhân mà chị em mình coi không được, dọc qua trên bếp nha. Trên bếp có phát like đấy. Trên cả trên bếp luôn cũng có phát like 57kg quay đầu. Tặng 59k luôn. Hàng này là chuẩn hàng công ty dễ mình về chép cốt đây luôn dùng nguyên nhá. Hàng mấy trăm nghìn đấy. Chúc lên luôn dùng mã tặng 59k nốt luôn. Đây nè. Nó có kèm túi để túi sách này. Và một cái phiếu kiểm nghiệm nữa. Chúc Lan luôn dùng mã này. Phiếu kiểm nghiệm chống tiêu UV. Lan luôn dùng mã khoác xịn 59 xe 57 quay đầu. Chúc mã khoác xịn nhá. Lan mã khoác xịn. Chị nào lấy mã khoác xịn, lên mã khoác xịn luôn dùng nguyên. Các em lên mã khoác xịn nha. Ai lấy khoác xịn, lên khoác xịn luôn dùng nguyên. Trời ơi, thương Thái con này mà còn xả ra nữa thôi. Không biết mang cái gì luôn. Chúc mã Thái Hồng. Con này lên bán tặng luôn cho trẻ mình luôn con này luôn. Thái Hồng nhá. Lên mã Thái Hồng 59 cho cô Rung Nguyễn. 59 đấy, 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 hai tràn đấy. Con đây mã Thái Hồng nè. Thái Hồng tặng 39k luôn. Thái Hồng lên luôn cho chị em mình, mã đó là mã tặng 39. Ok, 59 cho cô Rung Nguyễn rồi. Ba mươi chín k nốt luôn. Ai lấy cái này lên cho mã Thái Hồng. Con này nó thực sự là quá đẹp, quá đẹp. 39.000, 39.000. Ê, Ngọc Nhung không chia sẻ nha. Để cái chuyện này lại, để cái chuyện này. Chị này đang hỏi. Rồi lên luôn những mã này. Cây 3XL là trẻ mình đấy, gần 60kg vẫn mau ok. Gần 60kg vẫn mau ok. Thái Hồng cho chị Yến Hoàng. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. 39k luôn, cái này là U12. Và size trẻ mình gần đến 60, trẻ mình tầm 57-58kg. Mang ok con này. Lên mã 39, tặng 39, chị nào lấy mã tặng 39. À, một bộ không ship, tối tìm ship để chọn thêm nếu như tối không có trò duyên bởi nó lại này. Một bộ không ship, xả. Nếu như mà tối chốt thêm thì chốt. 39, 39 về đây kiếm đi hồ thị. 39 về đây có Thái Hồng rồi đó quần. Bởi vì như cái tờ sở, mua một cái bộ hàng hàng công ty mà sale 70.000 sợ tốn tiền ship để đấy 2 ngày rồi, để qua ngày thứ 3 tối có thì chốt không có xả.
mua hàng mà giống như ông trời. Thật sự luôn, chán chịu kiểu này luôn ấy. Cái này phải, điệp khúc này phải lặp đi lặp lại. Vì cái điệp khúc gom, điệp khúc sợ tốn tiền ship mệt lắm chị em mình ơi. Bộ này sale nó luôn cho dễ mình luôn, 55.000. 55.000, chưa bao giờ có giá này, hàng 83.000. Đố chị em mình, Nguyên không đi nhập ra được giá này. Size 52 quay đầu, size 52 quay đầu, Nguyên lên 55.000 luôn. Sợ tốn tiền ship, 55.000. 55.000. Rồi lên luôn dùng cái mã này. Tặng bé cái này sale hàng 95, sale 75. Sale 75. Sale 75. Cái này lên chị em 65.000. 55 cho Yến Dung. Bé C37. Bé C37 65.000 luôn. Thì nào lấy này, lên chung mã bé C37. Comment lên mã bé C37, tối này có rất là nhiều mã. Và sẽ cố gắng like nhiều xíu mai chị em mình à. Mai chị em mình cuối tuần nè, tráng lên 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 nhiều xíu nữa nè. Ôi. Bé bao nhiêu? Bé hồi nãy nó 65.000. 65.000 bé. Cái này giảm quá. Giảm comment quá. 55 hết. Set luôn dùng nguyên 89.000 lên cho chị em mình 79k. 79.000. Set này 55kg qua đầu chị em mình chốt đẹp. Set này chút sách thái. Set này nhiều chị bảo là mua 201.000. Nhiều chị bảo mua 201.000 mà Nguyên bán 79.000 sợ tốn. À quên, 89.000 sợ tốn tiền ship. Giờ sale 79.000. Giờ sale 79.000. Size này chị em mình 55kg quay đầu. Lên luôn dưỡng mã set hồng. Lên hồng, lên mã set hồng. Rồi. Comment mã set hồng luôn dùng Nguyên. Bé Nguyễn có bé qua bán rồi nha. Hàng Thái dùng Nguyên nhá. Size 55kg quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Nguyên nói rồi, chị nào mà sợ tốn tiền ship đừng vô hàng. 55 hết rồi. Nguyên nói, Nguyên nhắc lại một lần nữa, chị nào mà sợ tốn tiền ship đừng vô mua hàng nhà Nguyên dùng với. Hàng mà mới với mức giá này chị em mình mua ngay như là giá sỉ mà chị em mình cứ bảo hồ receipt. For receipt hoặc nhiều. Là gom nhiều, 79.000 luôn. 79.000. Bộ này sale 35.000 nắp luôn. Bộ này là bộ KT Thái, đang sale 49 hay 45 gì đấy. Sale 55kg quay đầu. Comment mã mèo hồng. Mèo hồng nha. Trẻ mình để người ta ship tới nhà, người ta đi trời nắng trời no nên mà không lẽ người ta chạy không. Không có tốn tiền xăng mà người ta chạy không công nè. Chị nào lấy cái mã KT Thái lên, KT Thái lên luôn chị em mình nào, nó bao nhiêu tiền? 35.000. 35.000, cái này set ngố 85. Lanh hồng xe L đó Yến ấy kì. Nó đâu phải lanh đâu, lụa hàng. Không, cái này nè, mã này lụa hàng nè. Lụa hàng đấy. Thiên Nguyễn. Cái này 35 à. 35.000. Không, set hồng hồi nãy rồi, ba coi lộn ấy. 35 là mã khác. Set hồng hồi nãy hết rồi. Chị ba coi để lộn nè. Biển quá. Mèo hồng cho chị Hana Phạm này. Hana Phạm. Hana Phạm này. Rồi lên luôn dựng mã nè, set Thái luôn dùng nguyên size 60 đổ về. Hàng 85 luôn lên bộ này 75.000. Chị nào lấy set Thái lên set Thái 75. Comment lên set Thái 75, ai lấy set Thái 75 lên set Thái 75 luôn dùng nguyên nhé. Comment mã Thái 75. Thái 75. Chị Binh Bo này chốt cho nhiều, cuối cùng có thông tin nhắn tin không trả lời. Chốt cho lắm. Binh Bo à. Ừ. Có thông tin đâu. Chốt cho lắm rồi có thông tin đâu. 75 Ngọc Nhung không chia sẻ nha. Thái Anh Mơ. Hộp khẩu trang tặng 25.000. Đấy Nguyên nói bởi vì sao rồi Nguyên kêu chị nào không có đơn Nguyên không chốt là như thế này. Chị nào không có đơn không chốt là như thế này. Tự nhiên vô trong like cái chốt hộp khẩu trang cái đi ra. Chán chưa? 20.000. Chị nào đang có đơn chốt nhé. Chị nào đang có đơn chốt nhé. Còn chị nào không có đơn thôi nhé. Thúy Quách này gọi không được. Thúy Quách gọi không được. Thì vui vậy, khẩu trang cho Lê Hạnh. Có đơn không? Ờ, Lê Hạnh có đơn rồi đúng không? Ừ, tự nhiên vô cái chốt hộp khẩu trang cái đi đâu mất tiêu luôn. Mà không để lại thông tin nữa mới chán chứ. Không để lại thông tin nữa mới chán chứ. Rồi nha. Lên luôn cho trẻ mình cái này. Thế 75 là cái này. Ừ, thế 75 đấy. Chốt cái chị nào chia sẻ thôi. Trời ơi, ơi. Size này dành cho chị em mình 50, 52 quay đầu. Còn không? 69.000 thì làm gì còn. Lên 59.000 luôn. Ai nhanh tay có. Lên luôn dùng mã bi, size 52 quay đầu. 59.000 bi. Chị nào lấy bi lên bi 59. Chốt lên bi 59. Đổ ra hết rồi Minh Hiếu ơi. Bi 59. Chị nào lấy bi 59 lên bi 59.
Chốt mã 39 luôn, dùng 55 quay đầu. Còn em mã đùi 39. Đùi 39. Đùi 39 nhá. Đùi 39. Đùi 39. Quần váy. Quần váy size gì đây? Quần váy size 55 quay đầu. Chắc u mì nhá. Chắc u mì nha. Lên mã quần váy bay hết rồi chị ơi. Lên mã quần váy, con nặng lên luôn chị em mình đẹp chưa? Con nặng lên cho em mình nắp luôn 39.000 u mì. Không chia sẻ. Size 55 quay đầu, chốt cho những chị nào chia sẻ nhá. Lên luôn những mã này. Chốt mã quần váy luôn dùng nguyên. 39.000, chị nào lấy quần váy 39 lên quần váy 39 luôn dùng nguyên. Khẩu trang 20 hết rồi. Quần váy 39, quần váy 39, chị nào lấy quần váy 39 lên quần váy 39. Rồi lên luôn những mã tặng bé luôn dùng nguyên size 18, lên 55k luôn. Tặng bé size 18 55k. Chị nào lấy tặng bé 55k size 18 kg quay đầu, quần váy em hết nhá. Quần váy em hết. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã bộ bé luôn dùng nguyên. Size này dành cho bé nhà mình tầm 18 kg quay đầu là chút đẹp. Lên mã 55 hưu. Lên mã 55 hưu. Chốt có cái xong, sợ tốn tiền xí. Bi hết rồi Kim Hoa Nguyễn nha. Sợ tốn tiền xí. Lên luôn dùng mã tặng bé 55k. Đây nè, quần váy nó hết đi. Rồi. Nguyên đang bán tặng là giá 65k. Chốt xong không có thông tin gì hết. Nên là chị em mình chịu khó. Có đơn lên thông tin trên like nhá. Mất công lắm luôn. Mỗi lần Nguyên xã, cái tính Nguyên xả ra là không bao giờ xả như giá cũ hết. Xả làm chí xả lỗ, xả lỗ ở đâu cũng có. 18kg luôn. Hai bộ 18kg lên luôn kệ mình 55k. Lên luôn dựng mã 18kg. Hết quần rồi. 18kg xanh 55k nha. Lên luôn dựng này. Toàn bộ hàng này là hàng xịn hết cho trẻ mình luôn. Đây. Hàng này 129.000. Hàng 129.000. Lên mã hưu xanh luôn dùng nguyên nhá. 55 hưu xanh. Đây có cả bộ này. Bộ này thường bán 95.000. Bộ này thường bán 95.000. Comment mã này là mã gấu vàng. Tặng bé 2 bộ. Cho 2 bộ luôn. 2 bộ luôn. Như nhau 55.000 luôn. 55, rồi okay. Chốt lên luôn những này 18kg. Nhà 17kg. 17kg luôn dùng nguyên. 65.000 luôn. Con bé xám nha. 65.000 nốt luôn. Hàng này là hàng 95 nè. Nguyên nói riêng cái áo này không, hoặc là cái quần này không, chị em mình mua không được giá. Đảm bảo okay, một điều luôn rồi. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã bộ vàng gấu 65. Bộ vàng gấu 65. Vàng gấu 65. Vàng gấu 65. Rồi cái này size 55 quay đầu. Vàng 59 luôn, phản hàng Nguyên vẫn còn bộ hai bộ đấy. Size 55 quay đầu. Trai chị ơi, trai chị Yên Hoa nha. Trời ơi 59.000 tin nổi không? 59.000 okay, hồng. Comment mã 59.000 hồng luôn dùng nguyên. Không còn bên nhiều. 59.000 hồng. 59.000 hồng size đó dành cho chị em mình 55kg quay đầu là chị em mình chốt ok. Rồi, hai bộ này. Bộ vàng gáo cho Thảo Nguyễn. 59.000 hồng còn, cho Yến Trần. Cái này còn giá nào sale nữa Trần? Đi combo đi. Quất hai bộ đi, 60kg quay đầu. Lên mã 100 luôn. Lên mã 100 nhá, chị nào lấy mã này lên cho mã 102 bộ nha. 102 bộ mua giá này mà còn mơ giá thật sự luôn. Mua cái này mà còn xả này thôi. Cái này lên combo đi, hai bộ đó lên 100 lên 100.000 luôn. Rồi. Mã lon. Phí pha không chia sẻ. Chốt lên cho chị nào chia sẻ. Chị em mình mua giá này quá là rẻ, chị em mình bỏ hồng 59 hết rồi đúng không? Hồng 59 hết rồi mình hết. Hết rồi. Ôi trời ơi, mã lon này. Khách nhà khách nhận hàng rồi thì là tiền tới tiền lui, hàng này là hàng trên hàng ghế. 100 cho Nguyễn Hạnh. Hàng này là trên hàng ghế. Đây là con này rơi vào tầm cách đây một tháng. Chốt mã 39 lon, con này siêu đẹp luôn, trẻ mình tin tưởng Nguyên nha. Mang con này đi. Đây mã lon 39k luôn dùng Nguyên nhá, con này lạ đẹp. 39 lon. Chốt mã 39 lon. Thì nào lấy 39 lon lên 39 lon. Hàng này là hàng 109. Sao trẻ mình 57 quay đầu. Hàng 109, xây 57 quay đầu, cái này đang có hai cả hai bộ. Trời ơi, màu này hôm bữa tranh nhau. Phải không? Hàng công ty này hôm bữa tranh nhau nè. Mỹ Nương. Hôm bữa tranh nhau nè, lên luôn dựng mã 90 luôn. Bộ này là bộ hàng công ty nha. Công ty xanh, công ty hồng. Ờ, Mỹ Nương khách cũ. Mỹ Nương khách cũ. Bộ hôm bữa màu xanh này tranh nhau nè, dạ mình nè. Giờ bán dạ mình 90k luôn. Một hồng. Một xanh, một hồng, một xanh 90. Chị nào lấy hồng xanh 90 lên hồng xanh 90 luôn dùng Nguyên nhá. Hồng xanh 90. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Quay ra rồi chị Nguyên nha. 15k. Em về tối kia. Về tối kia. Lon 39 hết rồi. Minh Hiếu đang chờ mới thấy con mình lấy. Chị ơi, chị Minh Hiếu vô bên bếp thử chị. Bên này chậm hơn, trang cá nhân này như chậm. Mình like thử có được không ấy.
Trang cá nhân Nguyên Dùng chốt Facebook mới. Phượng Trang là lấy sao? Xanh Nguyên Dùng hồng khanh. Rồi lên luôn dùng mã này là mã hồng hoặc khanh. 15k. Thấy cô Bi nha. Chốt mã này mã 15k, size này dành cho trẻ mình đến 60. Trẻ mình coi trên hội mà bị trên trang cá nhân mà bị đơ ấy, trẻ mình vô trên bếp thử nhá. Rồi lên luôn dùng mã 15k. Còn 90 hồng nha. 15k, chị nào lấy 15 chốt mã 15. Rồi quần mã A cho A39k size 50 quay đầu. A này 39k size 50 quay đầu là trẻ mình chốt đẹp. Chị nào cái nào là chân váy chị A 39k, chị nào lấy A lên A luôn dùng 39. Chỉ còn hồng thôi size 5 nha. Còn hồng, chị nào lấy hồng lên hồng. Rồi lên luôn dùng mã A, coi trên này không thấy được cái gì luôn. Lên mã A luôn dùng nguyên nhá. 15 hết. Sao Lam Thị lên thông tin đi. 15 hết. Dùng. Rồi lên luôn dùng mã A. Trời trẻ mình nghĩ cái bộ này sale 39.000 à. Còn xả A 49.000. À quên lộn, 39.000 A. Trẻ mình nghĩ cái này, cái bộ này mà nghĩ ra 49.000 đã khó rồi nè. Cái này chị Minh Hiếu có rồi. Đẹp cái này 39.000. A 39 size 50 quay đầu. Bộ này là bộ cotton tàu size 55 quay đầu là chị em chốt ok nhá. 39k đen. Chị nào lấy 39k đen lên nhanh tay 39k đen luôn dùng nguyên nhá. 39k đen. Ai chưa có thì lên nhanh tay luôn dùng nguyên 39k đen. Quần đen được không chị ơi? À, ai chị Tâm Nguyễn không chia sẻ. Chị Tâm Nguyễn không chia sẻ. À, bộ đen chị Thúy Nguyễn. A cho chị Yến Trần. A cho Yến Trần. A chị Yến Trần. Còn đây luôn dùng mã tặng đùi. Con này là hàng CS 50 quay đầu. 50 quay đầu. Con này chắc đẹp lắm. Tặng 39k đùi. Chị nào lấy tặng 39k đùi lên tặng 39k đùi. Còn con áo kiểu size 55 quay đầu. Lên mã kiểu 55 quay đầu. Kiểu 55 quay đầu. 35k kiểu luôn. Chị nào lấy kiểu lên kiểu. Chốt mã kiểu nha. Ai chưa có mã kiểu lên mã kiểu luôn dùng nha. Chị nào chưa có mã kiểu đen 39 cho Bình An. Lên mã kiểu lên giúp Nguyên nha. Comment mã kiểu. Rồi nhá. Tặng tiếp luôn cho chị em mình một mã nữa. Sóc còn mấy cái con áo thun thái phông to mà chị kia ấy nó bỏ vô giùm này. Bán tặng luôn thun thái phông to. Chị mua 50k lấy 49k đấy. Cái này 49 nhỉ? À, cái nào nãy bán tặng 35k kiểu. 35 kiểu 35. Kiểu 35 nhá. Ai lấy kiểu 35 lên kiểu 35 luôn dùng Nguyên. Kiểu 35. Kiểu 35. Kiểu 35 nhá. Rồi lên luôn mà. Cái này thôi trừ cho chị Khánh Uyên, chị Khánh Uyên dặn mấy cái bộ này. Nguyên lên bán tặng cho chị em mình mã này, chia sẻ ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên bản này. Kiểu cho Mai Cỏ. Khánh Uyên à. Thái là phôm bự, khách dặn từ bữa giờ luôn. Khách dặn từ bữa giờ luôn. Sĩ là bữa nay nhắn tin qua kêu là bữa nay dịch giả không có khách. Em đẩy luôn giùm chị. Chán chưa? Hết kiểu rồi nha. Cái này là khách đã cọc. Khách đã cọc là 300.000. Trời ơi. Bán tặng chị nào chia sẻ chốt nha. Riêng cái thun thái này nhận hàng về chắc 6 cho trẻ mình quay đầu. Con này giống y hàng xuất nhật luôn. Giống y vải hàng xuất nhật luôn. Và con này nam ăn cũng được luôn. Lấy 65kg vẫn mang ok. Nguyên Lan luôn dùm bán tặng cho trẻ mình mã này. Hàng thun thái bán 49k. Nguyên Lan luôn cho trẻ mình con này luôn 43k. Chưa bao giờ có giá này. Với cái chất này hết. Rồi lên luôn dùm mã này là mã chữ xám. Chốt mã chữ xám. Cái cọc này thái phong bự này xây 65kg vẫn mang ok. Tặng 43.000 luôn. Tặng 43.000 luôn. Nguyên đi nhập chưa chắc ra được giá 43.000. Nay bán tặng luôn trẻ mình 43.000. Chị nào lấy cái này luôn cho mã thái sáng 43.000. Nhận hàng về chắc 6 cho trẻ mình quay đầu. Thế có cái thôi. Thứ có cái thôi. 43.000. 43.000. Cái chia sẻ luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi. Lên mã chữ tím. Chữ tím. Chốt lên chữ tím luôn dùng Nguyên size 60-65 cho trẻ mình vẫn mau ok. Comment lên luôn chung mã chữ tím phong bự nha, thun thái nha. 43.000 chữ tím, chị nào lấy chữ tím 43 lên chữ tím 43. Thấy sáng rồi hoàng nha. Lên mã chữ tím. Chữ tím lên. Lên mã chữ tím luôn dùng Nguyên. Comment mã chữ tím 43.000, đồng giá luôn cho trẻ mình cái cọc thun thái phong bự này nè. Áo nữ, áo nam, áo nữ. Áo nữ, áo nữ, áo nữ. Áo nữ chị ơi, chữ tím là chị lưu luyến nè. Lưu luyến. Lưu luyến nè, 43.000 thì chưa bao giờ, chị lưu luyến mua nhiều cũng có giá nè.
em nói thật sự. Rồi lên dương mã ngựa cam thung thái nhá. Ngựa cam 43, chị nào lấy ngựa cam lên ngựa cam 43. Thứ có cả thôi. Chúc lên mã ngựa cam 43, chị nào lấy ngựa cam 43 lên ngựa cam 43 luôn dùng nguyên này. Một con ngựa cam. Ngựa cam 43. Chị nào lấy ngựa cam 43 lên nha. Ngựa cam 43 luôn dùng nguyên. Cái này như là của chị là chị cho chị 52 53 con gì đấy. Hôm bữa là hết rồi. Nên là bữa giờ chị em mình đâu có thấy Phương lên. Phương dài chị ơi. Phương dài. Nên là bữa giờ chị em mình không hề thấy Phương like Phương bự này mà để từ bữa giờ luôn. 43.000 hết luôn. Cam 43 hết rồi nha. Trời ơi, ơi. Hết cam rồi. Con này đang nghĩ gì mà cũng được hết 65kg bạn mau ok. Nguyên có thể là trừ lại cho chị được hôm bữa là còn 52, 53 con vậy. 43 màu đen 2 cái. Màu đen làm chị có. Làm chị có. Không có nha. Làm chị có chị không có đen chị ơi. 43.000. Đây 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 đây. Bao nhiêu ký? 65kg bạn mau ok. 65kg bạn mau đen ok này. Nha. Đen này. 65kg bạn mau ok. Trời ơi. Chị nào lấy cái này lên cho mã chữ cam con này. Sờ chị em mình về cái sờ chắc đi. Chắc đã lắm luôn. Màu xám cho chị Phụng Kim Nguyễn. Xám Phụng Kim Nguyễn. Xám Phụng Kim Nguyễn 43.000. Rồi lên luôn dùng cái này. Doraemon đi. Lên mã Doraemon 43. Doraemon 43 form này 65kg bạn mặc. Form dài nè. Form dài không phải form lửng nha. Cái này là đợt thái đợt đầu ý. Đợt thái đầu ý. Phơm to, phủ mông, giáo quần 65kg vặn ma ok. Lên luôn dưỡng mã Doraemon Thung Thái nha. Chốt mã Doraemon. Doraemon Kim Khánh Lê. Doraemon 43.000, đẹp lắm. Nhiều chị không mua được cái phơm này đâu. Đợt đầu nó có ít lắm. Rồi lên chốt mã chanh xanh, chanh trắng. Chanh xanh và chanh trắng. Chanh xanh rêu ấy. Hai chanh xanh, một chanh trắng. Hai chanh xanh, một chanh trắng, hai chanh vàng. Vàng hết rồi, vàng hết chanh, rồi. Vàng chanh. Vàng Doraemon hết rồi. Vàng chanh, lên mã vàng chanh 43. Vàng chanh. Vàng chanh 43 luôn dùng nguyên. Trời ơi ơi. Ai lấy vàng chanh, lên mã vàng chanh. Phơm to, chanh phủ mông, giáo quần. Chanh trắng là cái gì? Chanh trắng nè. Chanh trắng. Chanh trắng nè. Chanh xanh nè. Chanh vàng nè. Kim Khánh Lê. Chanh trắng, chanh xanh và chanh vàng. Toàn bộ là Thung Thái. Phôm bự nha. Còn quần đùi đen 50kg. Chị cầm lúc nãy không? Dạ không nhé chị Thanh Huyền ơi. Vàng chanh, vàng chanh lên. Vàng chanh cho Nguyễn Hạnh. Vàng chanh cho Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chia sẻ lên luôn giùm em đi chị ơi. Chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Bán 43.000 mà. Bán 43.000 thì chia sẻ lên luôn giùm Nguyên nha. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Nguyễn Thị Thanh Huyền là gì chứ có thông tin đúng không? Thanh Huyền á. Mua rồi chứ. Cho chị hai cái chanh xanh cho chị Phạm Thị Bích Phương hai xanh. Phạm Thị Bích Phương hai xanh 43.000. 43.000. Rồi còn một chanh xanh. Còn một chanh xanh. À có cái còn một chanh xanh, chị nào lấy chanh xanh 43.000. Thôi tối nay lên chị em mình siêu rẻ luôn. Đi sỉ đây nhập đâu ra được giá này. Vàng chanh hết rồi nha. Còn xanh chanh thôi. Xanh chanh, chanh xanh ấy. Trời ơi, phôm bự nha. Phôm to nha, phủ mông nha, giáo quần nha. Mà 43.000. Rồi lên luôn dừng mã chanh xanh một con. 43 chanh xanh. Rồi lên luôn dừng mã cúc vàng 43. Cúc vàng 43 toàn bộ là Thung Thái hết. Cúc vàng 43, chanh xanh 43 nha. Còn phôm hết 65. Cháu đưa cái gì cháu cái nấy chứ hỏi không ai đâu được. Chanh xanh cho chị Phụng Kim Nguyễn. Phụng Kim Nguyễn. Tại vì hàng này thứ có cả thôi. Nguyên lên cái nào chị em mình ok chốt nhá. Không chị ơi, không nhá chị Mỹ Nương ơi. Rồi lên luôn dừng mã này mã cúc vàng. Cúc vàng 43.000 cúc vàng. Chị nào lấy cúc vàng lên cúc vàng. Rồi vô màu tím nè. Chữ tím 43. Chữ tím 43 Nguyên nói là đi cho chị em mình giá này. Chạy chị em mình giá này nó còn rẻ hơn chị em mình đi mua hàng khô, hàng thô, hàng cốt. Hàng cốt tông khô cũng có được cái giá này 43.000 nha. Rồi lên luôn dưỡng mã chữ tím 43. Cúc vàng chữ tím. Cúc vàng nha. Chữ tím 43 đợt đầu chị em mình nhớ đợt đầu này đâu có hàng Kim bán Khánh đâu Lê. Đợt đầu đâu có hàng này bán đâu. Tím cho Kim Khánh Lê. Rồi ok nè. Tiếng kia Khánh Lê. Tiếng mà. Không, tiếng chữ khác. Còn tiếng chữ khác nó lộn xộn chị em mình cứ chốt mã. Đây luôn những mã ngựa. Ngựa tím 43. Ngựa tím 43 màu này màu tím than 43.000 ngựa tím. Ngựa tím 43 thì nào lấy ngựa tím lên ngựa tím luôn dùng 43.000. Ngựa tím 43 nhá. Rồi lên tiếp luôn dùng nguyên. Ngựa tím 43 rồi lên luôn dùng mã gái áo tím. Có nha, kiểu gái đi tím. Đi. Áo mặc nguyên sắp lên rồi đây. Cái này là chị tím. Ngựa tím. Ngựa tím, ngựa tím nha. Gái tím 43.000 luôn. Toàn bộ là Thung Thái hết 43.000. Mà lại phôm bự cho nó hết rồi. Minh Hiếu còn ngựa tím. Chữ hết nha. Áo Minh cam trên chắc. Bàn cho chị coi em. Chị ơi, chanh xanh hết rồi. Chữ tím hết rồi nha. Có chị ơi, 49k chữ tím em hết. Từ từ nha, áo trên bàn từ từ chồng lên từng mã đi chị. Gái tím. Đây, gái tím cho Mỹ Nương. Gái tím Mỹ cho Nương. Mỹ Nương.
Còn một cái là phông bự đó chị Nuki nhá, để luôn dùng nguyên. Phông là phông bự, phông to phủ mông giấu quần, chứ đừng bảo là về hàng phông to. Khách nhà Nguyên ưa cái phông này. Này phối với quần ngố cho nó đẹp. Rồi lên chân mã A tím. A tím 43, chị nào lấy A tím lên A tím 43 luôn dùng nguyên này. Còn bộ thun thái phông to phủ mông giấu quần. Chốt mã A tím ở trên trang cá nhân có lên không cả? Lên mã A tím dùng nguyên, một con A tím cố gắng chia sẻ lên dùng nguyên tím nha. Nha. A tím, còn mã ngựa tím và A tím. Bảo Hằng liền nha. Chốt mã A tím luôn dùng nguyên nhá. Riêng cái form này thì Nam mang cũng được luôn, đến 65kg vẫn mang ok. Chốt lên luôn dùng mã A tím, chị nào lấy A tím lên A tím, giá tím hết nha chị Phương Phạm ơi. A hết tím giá nha. Tím nha, lên mã A tím. Rồi lên luôn chung mã K. Còn cúc vàng kìa. Cúc vàng đẹp mà sao dễ mình lại không chốt A tím. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền lên chia sẻ lên luôn dùm em nhá. Chia sẻ lên luôn dùm em. Chốt mã K. Nguyễn Thị Thanh Hiền kìa. A tím cho Bảo Hân liền nha. Bảo Hân lên nhặt hả? Ba ưu tiên cho ai chia sẻ. Comment lên luôn chung mã này là mã cam. Chị nào lấy cam lên cam. Chốt mã cam lên luôn dùm em nhá. Có thông tin về. Rồi khách cũ, khách cũ, khách cũ. Trời ơi cái màu này. Cam nha. Còn cam, chị nào lấy cam lên cam. Yến Ngọc Kim. Nhớ là phông bự nha chị nghe. Chứ để về. À còn một con ngựa tím nè. Hồi nãy ai chưa có ngựa tím lên lại ngựa tím luôn dùng nguyên với 49.000. Cái này là màu tím than hả? À 43 lộ, lẹo miệng. 43.000 ngựa tím không còn. Ngựa tím còn một con. Chị nào lấy ngựa tím lên ngựa tím giúp Nguyên nhá. Một con ngựa tím nè. Cam kia cam nó hết rồi chị ơi. Cam nó hết rồi. Cam hết rồi, cam hết rồi, bảo cam hết nha. Cam hết. Cam hết. Cam hết còn cam khác luôn. Rồi chốt lên. Áo Nguyên mang còn màu gì nữa? Từ từ nha, chị Nguyễn Ruby em sắp lên rồi. Chữ tím mà. A tím hết rồi chị Phương Phạm nha. Mạng nhà chị Phương Phạm trọng. Ôi trời. A tím cho Phương Phạm. Rồi lên luôn dũng nè. Cái này là ngựa. À ngựa tím mà. Ngựa. Có A tím. Ngựa trời ơi, chị lấy ngựa lên ngựa luôn dũng lên nhá. Hình cái con ngựa ấy, ngựa bô ly à. Màu ngựa xanh lạ dùng Nguyên. Lộc tăng. Thì nào lấy cái này luôn cho mã xanh lạ. 43.000 xanh lạ, màu này lạ nãy giờ mới có nè. Chút lên mã xanh lạ xong lên thì em mình mã áo này cực kỳ đẹp luôn. Xanh lạ chắc cả luôn. Biển nha. Rồi đấy 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 xanh gì đấy xanh. Chút thôi cho Bích Nga Hồ. Rồi lên luôn dựng mã này là mã Mickey. Comment mã Mickey 43 thử coi còn thôi. Mickey 43, chị nào lấy Mickey lên Mickey. 43.000 Mickey chưa bao giờ mà thương tháng chạy cho em mình giá này hết. Khách dạng tư bữa giờ chị em mình biết từ được đầu. Chứ cái này cũng hết hàng. Thấy hàng lâu lắm rồi, tối nay có like đồ bán không hay không nhá chị Trang. Trang Phạm Thị Minh tối nay em không lên chị ơi. Rồi lên cho mã Mickey. Mickey cam. Comment mã Mickey xanh lại còn cái này nè. Thì nào lấy mã lạ lên lạ luôn dùng Nguyên. Mickey cam dùng Nguyên nhá. Chúc lên mã lạ 43. Lạ 43 form này chị em mình lấy 60 62 mà ok hết. Cái này form này Nam Anh cũng được nè. 65 kg vẫn mau ok mà mua 43.000. Chị nào lấy cái này luôn cho mã lạ 43. Mickey cho Bảo Hằng Ly nha. Lạ 43 chị nào lấy lạ 43 ở chanh xanh còn, chanh xanh hồi nãy chị nào chưa có nè. Chanh xanh dương và chanh xanh rêu. Chị nào lấy chanh nào lên chanh đó luôn dùng Nguyên nhá. Mã chanh nào nãy mở ra cho chị em xem rồi nè. Chanh xanh rêu một con này. Chanh lạ cho tiếc ngô. Chanh xanh rêu một con này 43.000 thì không ngại chị em mình mua, không mua mấy con về mà mang hết. Mình nói thật sự luôn. Nó quá là rẻ. Nó quá là rẻ hết con này rồi luôn. Nha. Hết lạ rồi. Lên mã xanh nhạt và xanh xanh rêu. Hai con mã chanh. Mickey hết rồi, mình hiếu nữa lên cũng có đổi thì. Mickey ở đâu? Xanh rêu heo rêu. Con cu tè. Chanh xanh rêu cho heo con cu tè. Xanh dương cho Tony Chip. Tony Chip. Chị Minh Hiếu ơi, ao ra vô trên bếp đi. Vô trên bếp đi. Rồi chữ tím luôn dùng Nguyên. Comment mã chữ tím, ai lấy chữ tím lên chữ tím luôn dùng Nguyên. 43 chữ tím, ai lấy chữ tím Nguyên nói là siêu rẻ. Nguyên nói thật sĩ nhà Nguyên mà đi nhặt ấy, nhặt trên like 20 con cũng là giá 45.000 rồi, không bao giờ có giá 43.000 hết. Bán tính là tính từng nghìn đấy chị em mình ạ. À. Nguyên nói thật sự là tính từng nghìn đấy. Chị nào lấy cái này lên cho mã chữ tím. Comment mã chữ tím 43, chị nào lấy chữ tím lên chữ tím cho Lương Cửu. Lương Cửu, xanh reo hết rồi chị Phạm Thị Minh Thảo ơi. Rồi lên luôn dữ này. À đây đây còn một con chữ tím nữa nè. Còn một con chữ tím này cho chị Tony Trip nè. Chanh xanh reo còn con này. Chanh xanh reo còn con này. Chậm quá. Chanh đen còn nha. Con này. Rồi này chanh xanh reo, chanh đen. Chanh xanh reo và chanh đen. Xanh nhạt. Xanh nhạt nguyên hết rồi. Xanh nhạt thấy được tiết ngô nha. Rồi lên luôn dùng mã chanh xanh reo. 43.000 chị nào. Chị nào mà mua thương thái nhà Nguyên rồi. Tiến hết rồi. Chị tiến hết nha. Đây giờ bên Hiếu dọc qua bên này rồi. Qua bên này nó nhanh hơn. Nguyên thấy ở trên trang cá nhân. Nguyên ai thử ấy, cái trang nó trang mới của Nguyên ấy. Đấy. Rồi lên luôn dũng mã này. Chanh chanh đen cho chị Nguyễn chanh Hạnh. Chanh đen cho Nguyễn Hạnh. Từ từ. Có về thêm sách bộ thể thao không nhá. Xanh dương em hết rồi chị ơi. Rồi lên luôn dũng mã này, mã chanh xanh reo. Còn quần à, quần kiểu chi chị ơi? Chanh xanh reo em hết rồi. Cô chị muôn đặng thì muôn, chị hỏi quần kiểu gì? Trời ơi,
Cái này thì nam nữ đều mang được. Riêng cái đen xanh reo hết rồi. Những cái đợt hàng trước là cái màu này là màu đẹp nhất. Cái đợt hàng mà thái dơ này là màu xanh xanh, xanh dương là đẹp. Xanh reo đi chị ngát vũ. Xanh reo chị ngát vũ 43. Nãy giờ không nói. Em nói từ nãy giờ, đọc từ nãy giờ rồi. Em chỉ la thử trên này thử có tát tên vô được không. Rồi lên luôn dưỡng mã 6. Bên này chút không kịp à. Còn bộ công ty 60kg không, hình như còn nhé chị Vinh Vinh nhớ. Sám cho chị cô Rung Nguyễn này. Cô Rung Nguyễn này. Rồi lên mã ngựa đen 43. Lên mã ngựa đen 43. Chị nào lấy ngựa đen 43, lên ngựa đen 43 luôn dùm mình nhé. Comment lên ngựa đen 43. Ngựa đen 43 một con. Chị nào lấy ngựa đen, lên ngựa đen 43.000. Một con ngựa đen. Ôi cái màu này đẹp mà sao chị em mình lại không chốt. Ủa cái A này hồi nãy có người chốt rồi cho chị Tâm ơi. Không, Tâm Nguyễn này. Tâm Nguyễn vàng ấy. À con này Tâm Nguyễn vàng. Tâm Nguyễn đến nhà ấy. Cái màu hoa cúc này đẹp là chị em mình đã không chốt này ví mà ra. Thì cái chị nào lấy cúc vàng lên cúc vàng luôn dùm nguyên nè. Size này chị em mình đến 60-65 cái vẫn mang được dùm nguyên nhá. Chị nào lấy cúc vàng lên cúc vàng luôn dùm nguyên. Bộ công ty hà. Ngựa đen chốt chưa xã? Ngựa đen cho chị Phạm Thị Bích Phước. Phạm Thị Bích Phước. Lên mã cúc vàng dùm nguyên nè. Chị nào lấy cúc vàng lên cúc vàng. A Hồng. A Hồng 43. Bộ công ty ưa lên mã nào? Ngựa đen hết nhá. Rồi lên chung mã A Hồng 43. Con bự. Tôi nói là trời này thì Nguyên thích. Nguyên cũng ưng những cái con thùng 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 nè. Mang với quần đùi, mang đồ cho nó khỏe người ra. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã chữ hồng 43. Comment lên mã chữ hồng 43. Chị nào lấy chữ hồng 43 lên chữ hồng 43 nhé. Comment lên mã chữ hồng 43. Cúc vàng và chữ hồng 43.000 con. Chữ hồng cho Lương Cửu. Vàng thế à. Đó cho bà xả miếng nước đá đó hả? Rồi còn tầm khoảng 20 con nữa là hết. Gấu này đẹp. Còn tầm khoảng 20 con thì xả miếng nước đó. Cúc vàng xả chút chưa? Từ từ này. Cỏ lạ này đã như thì cỏ lạ này quen đúng không? Vàng cho chị ạ. Cỏ lạ. Cỏ lạ đỏ đi. Hai cỏ lạ luôn, một cỏ lạ không chốt được đơn đâu. A Hồng hết rồi. Lên mã gấu vàng 43. Chị nào lấy gấu vàng 43. Ôi chào ơi, nãy giờ có con gấu. Có một con gấu, chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng 43.000 gấu. 43.000 gấu. Ai chưa có gấu lên gấu 43 luôn dùng luôn này. Gấu 43, lên mã gái xanh 43. Gái xanh 43. Con bự này mang sướng lắm chị em mình ơi. Chốt mã gái xanh, màu xanh này đẹp, xanh này nhẹ nhàng. Chốt mã gái xanh 43. Gấu cho mình hiếu. Chờ được rồi đấy. Rồi lên chân mã này là mã gái xanh 43. Chốt lên gái xanh 43 nhé. Chị nào lấy gái xanh lên gái xanh, nãy giờ mới có con chữ đỏ này. Chữ đỏ 43. À quên, cúc đỏ. Còn cúc đỏ 43. Lên mã cúc đỏ 43 luôn dùng nguyên này. Ai lấy cúc đỏ lên cúc đỏ luôn dùng nguyên 43.000. Hả? Lon ở đâu vậy? Lon à, ở đâu mà lon? Chắc là mạng chậm mấy, đi người ta đi máy dạo rồi. Giờ mà còn lon gì nữa. Rồi lên luôn dùng nguyên mã nè. Chốt mã này là mã cúc đỏ 43, một con cúc đỏ. Ai lấy cúc đỏ lên cúc đỏ. Ôi ngựa tím hồi nãy chị nào chưa có nè. Ngựa tím còn con nè. Đúng rồi, trời túi bật điện lên. Cái gì? Túi thui trời đỏ túi gì bật điện hành. Lên chứ. Ai? Thái Hòa. Tối không thấy hả? Bật điện lên. Cúc nè. Từ tới đúng rồi. Hãy chứ cho mọi gái xanh cho chị cỏ lạ. Gái xanh cho cỏ lạ. Cỏ lạ. Rồi lên nó dùng mặt cúc xanh. Ai than trời tối. Do mẹ mình đấy. Cúc xanh cái màu này là màu tím ha. Nhá, tím ha. Chị nào lấy cúc xanh. Cúc đỏ hết rồi chị mua đậm thì mua đó. Rồi lên nó dùng mặt cúc. Cúc tím đi. Màu này là màu tím ha. Cúc tím luôn dùng nguyên nhá. Cúc tím 43.000. Ai lấy cúc tím lên cúc tím luôn dùng nguyên nè. Xám 70kg cái gì đấy Hoa Héo ơi. Cúc đỏ hết rồi, gái xanh hết luôn rồi. Rồi lên chung mã canh xanh. Cúc tím đi, chị nào lấy cúc tím lên cúc tím dùng nguyên. Chẳng thấy gì hết à. Không do chị bấm công khai đi. Chia sẻ công khai đi. Không xin kịp. Rồi lên dùng mã canh xanh. Thế mạng nhà chị Hòn Nga chứ còn khách nhà Nguyên vẫn chốt đây nè, vẫn thấy vẫn chốt. Về nâng cấp mạng lên.
Rồi chốt lên luôn dùng mã này là mã chanh xanh. Chanh xanh nhá, lên 43.000, giá này chỉ có trên line. Khách ra vô lại. Chanh xanh một con, xanh cho cô Đông Nguyễn. Ngựa tím còn một con, màu này màu tím ha. Ngựa tím 43. Ai lấy ngựa tím lên ngựa tím đi. Các bạn là thứ giờ còn có con thôi. Không có nhiều. Rồi lên luôn dùng mã này. Chốt mã này là mã cúc cam. Cúc cam 43. Cúc cam 43. Chưa em sắp lên rồi đây. À hết rồi đây, sắp lên rồi đây cha. Còn từng này okay, con nữa là hết rồi này, lên luôn cho chị em mình mã không đang mang. Chốt lên luôn cho mã hoa cam 43. Hoa cam 43. Hôm này sướng nè, to bự nè, chị em mình mang với quần đùi. Mang với quần ngố xíu nào lên chị em mình quần ngố nè. Dặn mix set ngố cũng đẹp. Thì nào lấy cái này lên cho mã cúc cam. Cúc cam chữ đen nè, chanh nè. Để nó lộn xộn. Ngựa tím đấy. Ngựa tím chanh xanh. Này cúc vàng, này cúc cam. Cúc cam. Chốt không được cái nào rồi, trừ mới thấy nguyên dung nè. Quần em đang mặc còn không? Không có chị ở hết rồi. Trời ơi thương hải. Cúc cam cho chị nào lấy cái này lên chung mã neo, neo cam. Neo cam 43. Neo cam 43, chị nào lấy neo cam lên neo cam. Neo cam 43.000 neo cam, chị nào lấy neo cam lên neo cam 43 gì đi nhá. Neo cam 43.000 một con. Ai lấy neo cam? Chanh xanh đang còn 2. Chanh xanh đang còn 2. Chanh xanh à không, phải 2. Chanh xanh. Đây chanh xanh 2. Hoa cam cho hoa cam hết rồi, chị cỏ lạ. Còn cái chi cam này. Còn mã neo cam. Chanh nguyên rồi, còn được từng này cá rồi nó hết nè. Cam neo cho lương cửu. Rồi, lên luôn dùng mã chanh, chanh xanh reo nè, chanh đen nè, rồi chanh xám nè. Lên mã chanh 43, ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Còn nhiều chữ mã đen. Lám. Chữ đen đây nè. Chữ đen cho Kim Khánh Lê. Chia tia nhanh ghê không? Chưa lên mà chốt rồi. Lên luôn dùng mã chanh xám, chanh đen, chanh đen, chanh xanh, xanh reo ấy. Ba mã chanh, ba màu chanh. Nhưng còn chanh đen, chanh xám, chanh xanh rêu. Xám nè, xám nè, đen nè, xanh nè. 43.000 con nhá, chị em mình ráng chia sẻ dùng nguyên nha. Rồi lên những mã đen 43. Chút lên đen 43. Hôm này chị em mình 65 vẫn mau ok. Cam cái nào nữa, cam hết rồi chị mua nặng mua được rồi nhá. Xám hết rồi. Nguyên còn hai xanh một đen. Hai xanh một đen cho cái mã chanh, chị nào lấy chanh lên chanh. Hai xanh một đen. Hai xanh và một đen nhá. Rồi lên luôn dùng mã lạ một con. Màu lạ ấy, màu lạ này một con 43.000 con nhá. Chị nào lấy lạ lên lại vậy. Chanh đen cho Mỹ Nương. Ê, cầm màu chi rồi. Rồi lên luôn dùng mã này lạ nhá. Chốt mã lạ, màu lạ này có con thôi. Lên mã lạ nhá, lạ cho chị Phương Nguyễn nhiều người. Phương Nguyễn nhiều người. Phương Nguyễn nhiều người à. Phương Nguyễn nhiều người. Rồi lên luôn dùng, ui chào ơi, chốt mã chục xanh. Áo quần vịt xanh. Có cái Phương Nguyễn nhiều người mà không khác à. Chanh đen hết rồi nhá. Cầm em mã này, mã vịt xanh. Vịt xanh 43, chị nào lấy vịt xanh 43 lên vịt xanh 43 luôn dùng một con. Vịt xanh 43, gấu xanh 43. Vịt gấu. Nè, gấu này còn reo nha. Gấu xanh, vịt xanh nhá. Chị nào lấy gấu, chút gấu và chị nào lấy vịt. Lạ nè. Không, màu lạ chút rồi. Cái này là mã vịt xanh. Mã vịt xanh. Vịt xanh nè. Gấu đen nè, 43.000 con nhá. Chị nào lấy vịt lạ hết rồi chị ơi. Màu lạ hết rồi nhá. Vịt xanh cho chị nào kìa. Rồi lên dùng mã này. Nguyễn Hạnh nè. Gấu đen nè. Lên gấu đen. Rồi còn từng này con nữa nó hết nha. Lên mã áo đang mang. Chị em mình tranh thủ cái mã áo đang mang đẹp lắm luôn. Hàng mà giờ rất kiểu thì không ai bán gì em mình giá thì gấu đen chứ phải gấu xanh. Gấu cho chị My Võ kìa. My Võ lên thông tin cho em nha. My Võ lên thông tin cho em đây nè, nó đứng. My Võ lên thông tin cho em nha. Hai reo nè, cây chanh nè. Rồi lên chung mã gái xanh lạ nè. Gái xanh lạ nè. Quần nè, công sở nè, bộ các kiểu tối nay ráng lên nhiều cho chị em mình luôn. Màu nào màu xanh lạ nè. Xanh lạ lạ cũng biết là xanh gì luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã gái xanh lạ nè. Gái xanh lạ nè. Chữ gái tím nè. Chữ tím nè. Bướm đen nè. Đó thông tin rồi ok My Võ. Ok nha. Gấu đen hết rồi chị cỏ lạ ơi. Có đen hết rồi nha. Trời, còn một mấy màu đẹp không? Gái xanh kìa. Gái xanh đâu rồi? Gái xanh cho chị My Võ. My Võ. Rồi lên dùng mã bướm đen. Chút mã bướm thôi. Cầm lên mã, cầm em mã bướm luôn dùng em nè. Một con bướm. Một con bướm màu xinh, đen. Con bướm xinh. Lên mã bướm đen luôn dùng em nhá. Size dành cho chị em mình lấy 65 vẫn mau ok. Đen. Gái xanh em hết rồi đen nè. Đen. Bướm đen. Mỹ Nương. Rồi chốt lên luôn dùng này.
chữ tím cho chị Muôn Đặng Thị Muôn nè, chữ tím đây Muôn Đặng Thị Muôn nè, rồi lên luôn cho mã chữ đỏ, đâu không phải màu đỏ, không phải màu tím, bướm đen kìa, bướm đen hết rồi nè, màu này màu mặn đi, lên mã mặn hết nha, lên mã mặn, chị nào lấy mặn lên mặn đi Nguyên, lên mặn nè, chị nào lấy mặn lên mặn một con và tím một con, mặn một con tím một con, bướm hết nha, mặn và tím, mặn và tím hết nha, còn hai con màu reo nữa là hết rồi, hết nha. Quần chị mặc có size 60 không nhá, mặn cho chị Nguyễn Hạnh, mặn Nguyễn Hạnh lên mã tím luôn dùng Nguyên nhá, comment lên tím và còn hai con màu xanh reo nữa là hết, hai con màu xanh reo nữa là hết cái mã này. Ê, cái chi bằng vàng đi ta. Lên mã không đang mang, chia sẻ bạn ta lên hết rồi nha. Còn mã tím chị em mình ơi, tím với xanh reo xanh chanh, đây giờ em sắp lên rồi đây chị ơi, giờ em sắp lên rồi, còn hai con màu reo và một con màu tím nữa là hết mã reo cho Muôn Đặng Thị Muôn, reo nè, còn một reo nè, size 65 vẫn mang ok luôn dùng Nguyên nhá, 43.000. Chị nào lấy reo lên reo và chị nào lấy tím lên tím, hết nha, hết rồi, lên mã ông đang mang lên màu vàng trước, mặn hết rồi. Đây em mang đây chị ơi, đẹp lắm cái này, chắc của nó, cái này chị em mình ưng, chị nào mọi người toàn đầy chứ chị em mình kéo xuống dưới này cho nó đẹp xíu nha, Nguyên là dặn lết rồi, em mang cái này không được được to lắm, không được đẹp lắm nè, chắc đã luôn, cái này dòng body chị em mình nói nè, 60kg mà chị em mình mang ôm body được, cái này vẫn mang ok, tại vì cái này là hàng giảm nhiều, hàng giảm nhiều. Reo chị Muôn Đặng Thị Muôn có rồi, reo có rồi, Muôn Đặng Thị Muôn có rồi, còn một tím và một reo nữa là hết, một tím một reo nha. Rồi lấy mã Nguyên đang mang, cái này chắc của nó là body rip giãn nhiều luôn dùng Nguyên nhá, hàng rip kiểu này bè trẻ mình đi vào shop người ta sẽ nhân đôi cái giá Nguyên bán lên, rơi vào gần cả 100.000 con. Đây trẻ mình nhìn đẹp chưa, trẻ mình muốn bẹt vai trẻ mình kéo xuống, hôm mình lên kéo lên bình thường như thế này, ưng bẹt vai kéo xuống trẻ mình ưng lẹt, có nhiều người mẫu thì nó mang bẹt qua bên như thế này đấy, còn mang bình thường cái này rất là nhiều kiểu mang, ưng mang kiểu gì mang, 49.000. Chị nào lấy cái này luôn chung mã vàng 49 luôn dùng Nguyên nhá, 60kg vậy em vẫn mang được, dòng này body cho Muôn Đặng Thị Muôn, body này là giãn rất là nhiều nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã chữ vàng 49k chữ vàng, chị nào lấy chữ vàng 49 lên chữ vàng 49 hết mắt rồi ta, chữ vàng 49, chị nào lấy chữ vàng 49 lên chữ vàng 49k luôn dùng Nguyên nhá, body 49k mỗi thứ luôn, còn ít thôi. Ôi trời, cái này không được, cái này không được, cái cổ này không được. Rồi lên luôn chữ mã này là mã chữ vàng 49k body size 60 chị em mình vẫn mang ok. Comment lên mã này là mã chữ vàng 49k chữ vàng. Chị nào lấy chữ vàng lên chữ vàng luôn dùng Nguyên nhá. Chữ vàng nè. Cho chị Hướng Dương nè. Cho chị Hoa Nguyễn nè. Hướng Dương Hoa Nguyễn 49k một con thì tranh thủ mà phát đi chị em mình ơi. Nha, chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã chữ vàng 49k. Vàng 49 cho chị một cái 50kg ok, chị Yến Lukin có. Size này chị em mình 60kg vẫn mang ok, Nguyên là Nguyên 50kg nè. Chị Yến Lô Kim để cái tạng người, chị tạng người như cỡ như em thì chốt được. Cái này em mang vừa chị thấy mang đẹp là chị chốt. Vàng cho Trang này, cái hai màu vàng cho Subi Trang này. Vàng cho Yến Lô Kim chưa? Yến Lô Kim. Vàng cho Trang này. Trang Facebook Trang không ấy? Trang Facebook Trang này. Cho chị Thu Hiền G này. Thu Hiền G này. Thu Hiền G 49. Subi mà. Thu Hiền G 49. Rồi chị nào chưa có vàng lên vàng luôn dùng Nguyên nhá. Em lên màu nào ưa màu nào chị chốt chị ơi. Chị em lên màu nào, chị nào ưa màu nào chốt màu đó luôn dùng Nguyên, ba con Subi mở đầu. Chị sa, à, cho chị Bình An kìa, cho chị Bình An kìa. Sai lầm là em lên thông tin đi chị ơi. Sai lầm là em lên thông tin giúp em nha. Thế. Cho chị Kiều Ly vàng. Kiều Ly vàng. Sương Thu vàng. Chị cái em là cái gì? Rồi nha, ai chưa có lên đẹp. Chị em mình này, chị em mình mít chân váy cũng đẹp, mít quần đùi cũng đẹp. Đây, form đứng xa là chị em mình. Form dài như thế này nha. Sương Thi, sữa quen Sương Thu 49.000 con. Nha, chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên Kiều Lê Nguyễn 49.000 thôi. Rẻ, nó là sự. Con dòng viết kiểu mà lên chị em mình giá này quá là bèo, cho lên màu xanh ngọc đi ba. Cho lên màu xanh ngọc. Cái tóc tai chị Kim mà nó cục cục biết cái trời. Xanh ngọc có ít. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh ngọc. Lên mã xanh ngọc 49k luôn dùng Nguyên nhá. Ai chưa có xanh ngọc lên xanh ngọc này. Đây để con lên luôn cho em lên xanh ngọc. Vàng là 49k. Xanh ngọc nè. Rồi đây mình dùng mã xanh ngọc 49.
màu này hiếm nè, cái màu này hiếm nè, về nguyên thì nguyên hai chạy, màu trắng, màu đen, màu vàng, chứ màu xanh ngọc mỗi đợt mã nào nó cũng có cả hai cái chứ. Rồi lên luôn dùng mã xanh ngọc luôn, dùng nguyên nhát 49k xanh ngọc đai form này. Trẻ mình thích mang lại kiểu này cũng có được. Rồi nha, mang bẹt vai cũng được, mang lên như nguyên cũng được, rất là nhiều kiểu mang. Trẻ mình thích thì mang bẹt hẳn súng cũng được nhá. Rồi lên cho mã này là mã xanh ngọc, 49k xanh ngọc. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng nguyên là 49k con. 52kg ok, chữ vàng kiều lê có rồi nhá. Rồi lên mã xanh ngọc, xanh ngọc 49. Chị nào chưa, cái này dòng Boris chị em mình 60 vẫn mang ok, 60 vẫn mang được nha. Phiêu ít thế, chị em mình ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào mà lấy cái mã này comment lên mã xanh ngọc 49k. Rồi đứng đơ bên này không thấy comment luôn, bên này không nhảy luôn. Chị ơi 60kg vẫn mang ok chị nhá, 60kg vẫn mang ok, không lên được à. Rồi chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã xanh ngọc. À, từ từ, quần đang mang em hết rồi chị ơi, quần em đang mang hết rồi. Chị nào chưa có xanh ngọc, à, chữ vàng xanh ngọc cho cỏ cứu. Chị ơi lên, lên cả địa chỉ trên live luôn dùm em nhé. Lên cả địa chỉ trên live luôn dùm em, lên cả địa chỉ luôn dùm em nha. Cho chị Minh Phương Lê, không quên, Minh Phương Nguyên, Minh Phương Nguyên 49.000, Minh Phương Nguyên 49. Chữ này có đen, có đen, có đen, có trắng nữa, nu nữa. Lên hết cái màu luôn lại cho trẻ mình xem. Xanh ngọc cho chị Phương Nghi. Phương Nghi, Phương Nghi một cái chữ xanh ngọc. Phương Nghi một chữ xanh ngọc. Có cả đen, cả trắng, trăng, lên hết màu của cái mã này đi ba. Có một mã cổ thôi cũng đẹp lắm, 49.000. Đang cho một cái con, màu trắng, màu nu, màu cam nữa. Trắng, nu, cam, hồng. Ui quá là nhiều màu, quá là nhiều màu. Cái mã này có 49k thì chị em mình không ngại chứ không phát hết. Đây nè, đây, lên hết cái màu đi, chị em mình lên mã này một thể luôn để qua được nhiều mã khác nhá. Lên luôn dùng mã này 49k kèm màu luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi, Boris kiểu. Lên mã 49 xanh ngọc này, 49 hồng nè, 49 trắng nè, 49 nu nè, 49 cam nè, 49 đen nè, 49 vàng đang mang 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 màu lận. Được chưa? 49k kèm màu luôn dùng nguyên. Đen đây chị ơi. Ok nha, ok chị cỏ cứu. Đầy đủ màu đây. Đầy đủ màu đen cho Lâm Ánh Linh. Đen cho Lâm Ánh Linh, không đỏ chị ơi, không có đỏ. Không đỏ có màu cam, chị lấy màu cam thì chút cam giùm em nhé. Có cam. Đây là đọc lại cho chị em mình, màu hồng này dạng giống màu hồng rút ấy. Hồng rút nè. Trắng luôn dùng nguyên nè. Màu nu nè. Màu cam nè. Được chưa? Màu đen nè, màu vàng nguyên đang mang và màu xanh ngọc. 49k con, bao rẻ. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. 49k chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Mã này là mã chữ 49 kèm màu. Chữ 49k kèm màu. Ai chưa có thì tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Chữ 49k kèm màu. Lên luôn cho trẻ mình mã này cho nó đẹp. Qua mã nha. Hàng này bình thường đi, đi nhập sĩ, đi nhập sĩ đã gần 70 mấy nghìn rồi. Đi nhập sĩ gần 70 mấy nghìn rồi. Rồi qua luôn cho chị em mình mã này, đẹp chưa? Qua mã nhé. Qua mã chị nào lấy chữ lên chữ đi, 49k phát mỗi mã luôn. Đen trắng cho Ruby Nguyễn. Chữ vàng cho Thủy Thủy. Ok. Đen trắng cho Hoa Trương Như. Cái mã này còn ít thôi nè. Lại bị đẹp rồi. Trời ơi, cái hoa Trương Như nè, 49k đồng giá nha. Thủy Thủy có rồi nè, Ruby Nguyễn có rồi đúng không? Rồi qua mã nè. À, view kém thế, ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nè. Ai đang xem like chia sẻ luôn dùng nguyên nha. Chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên với nè. 49k nó quá bèo nhiều.
chúng càng uống càng khóc. Vàng đang mang cho cỏ lạ này. Vàng đang mang có từng này con không phải. Vàng đang mang có từng này con thôi. Từ từ nha. Cho cỏ lạ một con này 49.000. Thì nào lấy cái này lên cho mã lưới vàng đi. Su pin, đen su pin có đen rồi mà. À su pin xanh ngọc. Thì đứng rồi. Rồi lên luôn những mã này. Comment mã này là mã lưới vàng đi, 49.000. Trẻ mình ráng chia sẻ nhé. Mỗi trẻ mình vào xem live bị đứng thôi. Bên này máy này đứng ra cho coi. 49.000, trời bò rít. Cái này trẻ mình 60kg vặn mau ok luôn, dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái này đứng chung mã lưới vàng. Có từng này con. Còn được 3 con kể cả nguyên đang mang. Bao đẹp luôn cho trẻ mình luôn với giá 49.000 con. Chị nào lấy cái này đứng chung mã lưới vàng còn được 2. Lưới vàng còn được 2. Chị nào lấy lưới vàng lên lưới vàng nhá. À, cho bà xã lên lưới nu. Lưới nu. Mỗi tớ riêng cái mã lưới này có cực kỳ ít. Lưới nu luôn dùng nguyên. Lưới vàng cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Ngọc Thảo Nguyễn 49k. Còn một lưới vàng. Chị nào chưa có lưới vàng lên lưới vàng. Lưới vàng cho chị Hiền Trang nữa là hết lưới vàng. À, từ từ nè. Chữ đen cho chị Kiều Ly nè. Kiều Ly nè. Lên thêm chữ đen. Rồi lên cho mã lưới nu. Lưới nu có ít. Lưới nu nhá, có 4-5 con lưới nu thôi. Năm có còn ở cặp không? Coi thử. Chà ơi, đi đâu hết. Những cái con này á, mà không mua lại tiếp. Nó là chữ hết. Lưới này có ít lắm luôn. Comment mã này là mã lưới nu luôn dùng nguyên nhá. Con này mà không mua thì mua biết có mua con gì. Có mấy con lưới nu? Lưới vàng cho Nguyễn Hiền Lương. Đây nè. Comment đây mã lưới nu luôn dùng nguyên nhá. Áo quan thu hiền g trước rồi. 49k nha. Đây cho Nguyễn Hương Lương có con đang mang nè. Hết lưới vàng nhá. Rồi lên mã lưới nu luôn dùng nguyên 49 lưới nu. Trời ơi. Đẹp chưa? Toàn bộ bo rip mà trẻ mình nhìn nè. Đi đâu? Đi đâu mua con này với giá 49.000. Tranh thủ lên nha, 49 đen là gì ta? Ok chị sai lầm là em này có thông tin rồi nè. Cedo nè, xanh ngọc 49, subim hồi nãy rồi nè, đen 49 cái subim rồi nè, okay, rồi chúc lên mã này là mã lưới nu, comment lên mã lưới nu luôn dùng nguyên nhá. Từ chị ơi cái này là ôm nha, ôm này. Chữ xanh ngọc cho Hiền Trang. Phong này phong ôm nhưng mà nó giãn nhiều này, vậy mình bao nhiêu ký nó cũng giãn ra hết, đây, giãn vô tư thoải mái hết. Rồi lên chung mã này mã lưới xanh ngọc luôn, áo quên, lưới nu dùng nguyên nè, lưới nu có 5 con lưới nu với giá 49.000, vậy mình tranh thủ vào phát. Bao rẻ luôn con lưới nu cho Thủ Nguyễn. Lưới nu nha, ai lấy lưới nu lên lưới nu. Comment mã lưới nu luôn dùng nguyên. Áo vàng trao treo phía sau còn chợ 49k luôn nhé chị Hiền Lương ơi. Lấy đi, đẹp lắm. Lâu lâu mới có những cái con rất kiểu như thế này. Chị nào lấy lưới nu lên lưới nu luôn dùng nguyên 49k này. Có còn được 3 con lưới nu nè. Lưới nu nè. Lưới hồng, à, lưới xanh ngọc này được mấy con? Lưới xanh ngọc được 4 con. 49k. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp chưa? Này mà không phát mà biết phát con gì. Áo vàng phía sau cũng 49k nhá. Chị nào lấy lưới xanh ngọc lên lưới xanh ngọc nè. Chữ xanh ngọc ba chốt chưa? Chữ xanh ngọc cho chị Hiền Trang có rồi. Hiền Trang có rồi. À, cổ từ từ chờ một xíu nhé. Có cổ từ từ. À, vàng phía sau vàng chữ đó ba, vàng chữ cho chị Nguyễn Hiền Lương. Vàng chữ cho Nguyễn Hiền Lương. Rồi lên luôn những mã này là mã lưới xanh ngọc. Lưới này đẹp nè chị em mình. Ai lấy lưới lên lưới, còn lưới xanh ngọc nè, lưới hồng này. Rồi nhá, là hết mã này. À, cho bà xã cái mã cổ này, mã cổ màu nâu, mã cổ này, mã có cổ, đấy, có cổ đấy, là có cổ đấy. Cái này có lưới xanh cho chị Tuyết Linh Bùi này. Tuyết Linh Bùi. Chị Nguyễn Hiền Lương có rồi. Đây nè, Tuyết Linh Bùi. Chữ vàng, cộng đen. Cho chị Trâm Lê. Chữ vàng cộng đen cho chị Trâm Lê. Chữ vàng cộng đen. Chữ vàng cộng chữ đen chị Trâm Lê. Rồi lưới xanh ngọc cho chị Kim Hoa Nguyễn. Kim Hoa Nguyễn. Lưới nu cho chị Việt Trinh. Lưới nu cho Việt Trinh. Giá 69k thì tranh thủ một phát đi chị em mình ơi. Nha, bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn. Rồi cho Việt Trinh lưới nu nè. Việt Trinh lưới nu nè. Rồi nha. Lưới xanh cho chị lưới vàng
chữ xanh gộp cho chị Huyền Trang. Lưới vàng, thêm lưới vàng. À, lưới vàng hết rồi. Nãy chữ xanh có rồi, Huyền Trang có rồi. Trời ok. Bộ lẫn không, hướng dương kìa. Hướng dương lưới xanh. Chữ vàng. Ờ. Chữ vàng phía sau cho chị Thúng Nguyễn. Thúng Nguyễn. Rồi chữ xanh cho chị Nguyễn Thị Thanh Hiền. Chữ xanh Nguyễn Thị Thanh Hiền. Đây mã cổ đây. Mã cổ Nguyên đang lên đây. Chào. Đẹp chưa? Cái cổ này cũng có ít. Cái mã chữ là nhiều nhất thôi. Đẹp chưa? Form này 60 triệu mình mau ok. Cái này có tính trang cá nhân ấy. Lưới xanh Nguyễn Thị Thanh Hiền. Lưới xanh à? Lưới xanh, lưới xanh đây. Lưới xanh còn con hết lưới xanh luôn. Wow, hết lưới xanh nhé. Cho chanh muối. Vàng uống chín là cái gì? Lấy cái mã nào? Mã nào? Vàng gì, bằng lưới hay là vàng gì? Lên mã cổ nu. Trời ơi. Thường á là bo rít mà có cổ, đừng nói kiểu, đừng có nhún nè. Bình thường là bán cho chị em là 5969. Còn hạ ngồi trường người ta không bán cho chị em 720. Lại nhún kiểu nữa. Chốt lên luôn những mã này là mã cổ nu 49. Cổ nu cho thủy thủy, cổ nu cho cỏ lạ. Đằng sau ông xã có 2-3 cái vậy. Mã cổ nó có mấy cái? Thủy thủy, cỏ lạ. Lên mã cổ nu luôn dùng nguyên giá. Ừ đúng rồi đấy. Giá không lên luôn chị em là 49 con lên bo rít lên đồng một giá hết nha. Cổ trắng đã có đâu? À vàng lưới, vàng lưới hết rồi chị chanh muối ơi, người ta đã chốt rồi. Đã chốt rồi, có cổ trắng không? Rồi ok Hiếu Nha này. Lưới vàng hết rồi chị Ngọc Bích Trinh ơi. Cổ nu cho chị Kim Loan. Cổ nu cho chị Kim Loan. Rồi ai lấy cổ nu lên, cổ nu đẹp quá chị em. Rồi 49 gì. Nay thật sự luôn, tiếc. Không mua cái này tiếc. Lưới vàng hết rồi nha. Hết lưới vàng nha, chị nào lên mã cổ đi. Mã cổ, mã chữ, còn mã lưới em hết lưới vàng rồi. Em còn lưới hồng, lưới nu. Được không? Thấy màu nào? Phát liền đi chị em, mà là 49.000, bèo nhèo hết sức. Rồi chị nào lấy cái này luôn cho mã cổ. Cổ nu, còn cổ màu chi nữa không sợ? Cổ màu chi nữa không? Cổ màu vàng, cổ màu hồng mà có cái, thứ cái. Đưa đây, cái thứ có cái bước lên hết đây. 49k. Rồi lên mã này, cái này thứ co cá thôi nè. Những cái mã này thì thứ co cá thôi. Cổ nu cho chị Phương Lai. Cổ nu cho chị Phương Lai nè. Cổ nu cho chị Phương Lai nè, sẵn nè. Phương Lai. Rồi ok. Phiêu ít vậy, mới có 9 giờ mấy mà. Chia sẻ lên chị em mình ơi. Nhún nhảy gì đây? Nhún nhảy gì, tăng view lên xíu đi mấy du ơi. Để bán tặng cho chị em mình mã này, chia sẻ đi. Chia sẻ cũng sẽ bán tặng luôn cho chị em một mã khoác. Ok, những kiều có rồi nha. Chia sẻ đi, cũng sẽ lên luôn cho chị em mình một mã khoác. Cổ đen còn hầm, cổ đen như cầu đây nha. Cổ đen còn đây nha. Hồng cần. Bữa nay view chán này, hai ngày rồi đây, chia sẻ đi chị em mình ơi, chia sẻ rồi này. Ok cho hồng một cổ đen này, hồng một cổ đen này, rồi lên luôn dựng mã cổ hồng, cổ vàng, cổ cam, cổ nu. Ai lấy cổ gì chốt cổ đó là mặt có cổ. Áo hồng sao còn không? Hồng sao 49k luôn. Riêng là áo thun là nguyên bao chắc, bao giá luôn cho trẻ mình luôn. Áo hồng sao đó đang treo đó. Còn đấy phát đi. Lấy đi. Ủa chị nữa trời. Không hỏi cứ phát, thấy áo đằng sau còn phát luôn. Rồi lên dùng mã cổ cam 49k nha. Chị nào lấy cổ cam vì thứ còn có ít thôi. Ai lấy cổ cam lên nó cổ cam luôn dùng nguyên 49k. Cổ hồng 49k. Kim Hoa Nguyễn. Kim Hoa Nguyễn. Cổ vàng 49. Cổ hồng 49. 49k form này chị em mình lấy 60 vạn mà ok nha. Vì này này giảm nhiều bo rip vậy mình thấy không? Bo rip mà bo rip có cổ thường ấy là nguyên len luôn chị em mình, thường thôi, trơn thôi mà có cổ là giá đã là 59.000 rồi. Cái này toàn kiểu này, bo rip kiểu, bo rip nhún mà bán vậy mình giá 49.000. Ngại gì mà không phát. 49.000 nha. Chị nào chưa có thì lên luôn dụng mã này. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã cổ hồng, cổ vàng và cổ nu, còn ba mã cổ nữa là hết. Ba mã cổ nữa là hết, chị nào chưa có thì lên nha. Lên mã cổ vàng hồng nu 49k con nhé. 49k con. Chanh muối.
Ok, chanh muối của cam hết rồi chị Phương Lai ơi. Của cam còn nữa mà. Đâu? Cái này của hồng ba nhìn màu đó răng ra một cam hai đứa ba. Thì chanh muối. Chanh muối. Chanh muối còn một mã nữa là chuyển mã nhé. À, mã theo chữ nó bên kia có cái rất rất này lên bán luôn đi. Cái này còn có con thôi quý vị ơi. Mã này Nguyên còn có con thôi quý vị ơi. Lên cái mã của vung vung theo này nữa này, này, này. Của cam mấy mét rồi chị Bé Văn ơi. Cái này là mang ôm body ấy. Rồi lên dưỡng mã theo. Cái này chị em mình tầm khoảng 55-57kg đổ về thôi. Giảm dạ, nhiều. Nhưng mà 55-57kg đổ về là chị em chốt ok. Tầm em lên dưỡng mã theo. Theo trắng 49. Theo trắng 49. Ai lấy theo trắng 49 nên theo trắng 49. Theo trắng 49 của cao nguyên hết nhá. Theo trắng 49. Hết mạng. Mạng mà đang để cho hết. Hết mạng à. Trời ơi. Tay bồng. Con này cưng chưa. Này có màu vàng không chịu giờ cả cái nè. Trời ơi. Cái này đẹp lắm chị em mình nè. Theo nè. À còn cổ vàng đó kìa. Đâu. Cổ vàng đây cũng còn. Ờ. Trời ơi. Cái này tay bồng nè. Chị nào lấy cái này lên cho mẹ bồng trắng đi. 49.000 con này cưng nè. Đẹp chưa. Toàn bộ theo nè. Cái này á chị em mình mix với chăn váy lên cho nó đẹp. Mang quần ring lên cao lên. Trắng cho trang hồ. Cái chi. Theo à. Trắng này cho. Trắng mô. Trắng mô. Trắng mô. Trắng đi, đi cổ vung thì đi. Thì trang có rồi nha. Bông trắng cho cỏ lạ nè. Cho Diễn Nguyễn nè. Bông trắng có mấy con mày nói thôi sợ kìa. Không phải cái mã ông xã đang cầm đâu. Đó kìa. Đó. Một, hai con thôi. Ba con bông trắng thôi. Ba con bông trắng cho Diễn Nguyễn cái. Cỏ lạ cái. Trang hồ mã này hả chị ơi. Trang hồ là mã này hả. Huyền trang là chỉ có sinh ngọc thôi. 49k cái này cho. Cho trang hồ. Ok. Trang hồ. Tay bồng nó còn màu chi nữa ba. Tay bồng nó còn một hồng một nu nữa kìa. 49.000 thôi. Ráng chia sẻ mạnh tay lên dùng nguyên như trẻ mà nó. Cái tay bồng đó sao. Đấy có hai còn hai cái thôi. Ba cái. Ba cái ba màu. Vứt cái trắng ở dưới rồi kìa. Còn cái trắng kìa. Trắng cho ai nè. Cho Nguyễn Bu à. Không phải, cái này không phải. Bồng nu cho Tuyết Linh buồn. Tuyết Linh bù tia nhanh ghê không. Bồng nu nè. Bồng hồng và bồng đen. Bồng nu, bồng hồng và bồng đen. 49k. Có màu gì? Có màu hồng, hồng đậm không? Không có màu hồng đậm. Màu vàng thôi. À màu vàng cũng hết luôn rồi. Cái của Nguyên đang mang thì nó còn mỗi màu nu. Còn một con bồng trắng à. Bồng trắng cho ai nữa nè. Bồng trắng cho ai chưa có nè. Bông trắng còn cho ai chưa có. Chị nào lấy bông trắng lên bông trắng. Giá không lên luôn trẻ mình 49k bông trắng một con. Ok Nguyễn Bu có rồi. Còn một con bông trắng gì? Nguyễn Bu bông trắng. Bông trắng đi ra làm gì có Nguyễn Bu. Nguyễn Bu. Mã bông đen tay bông. Cổ vuông. Theo chữ 49.000. Riêng mà dòng Boris mọn đây chạy cho trẻ mình giá này là siêu siêu rẻ luôn ý. Rồi chị nào chưa có Nguyễn cái này lên luôn. Cổ hồng à. Cổ hồng à. Cổ hồng đó, cổ là mã hồi nãy đó. Mới vừa bỏ xuống rồi ba. Nó mã cổ đó chi nữa. Bồng hồng cho Lâm Ánh Linh nè. Lâm Ánh Linh rồi bồng đen. Một con bồng đen. Giá lên cho trẻ mình 49.000. Trắng của Nguyễn Bu có rồi. Cổ hồng Kim Loan có rồi. Đen cho Nguyễn Bu luôn. Đen cho Nguyễn Bu luôn là hết. Hết mã nè. Nguyễn Bu. Rồi chữ, cái chữ đi ô phía sau. Theo phía sau có ba con màu đen nữa. Đèn. Trời ơi. Trời ơi. Lên nhanh tay đi quý vị ơi. Đẹp chưa. Còn cổ này là cổ V nè. Cổ V nha. Theo nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã V đen. Mã cổ một cổ em còn màu vàng. Vàng màu chi nào. Cổ còn màu vàng thôi. Còn cổ màu vàng thôi chị ơi. Màu vàng một nu. À vàng với nu với trắng ba màu. Trắng. Trắng là khác rồi. Đây. Ok. Chị nào lấy cái này lên cho mã lưới đen luôn dùng nghe đó. Đẹp chưa. 49.000 con. Cái này quá rẻ luôn. Toàn bộ chữ này là chữ theo nè.
Tay của nó là tay phối lưới này, len cực kỳ sang luôn. Giá 49.000. Chị nào lấy cái này có 3 con lưới đen thôi. Chốt mã lưới đen 49, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nhé chị em mình ơi. Nhúng nhảy thả tim thả like lên đi cho nó nổi bài dùng nguyên nhé. À, lưới đen còn đây nè. Mà nó mà khác. Cái này mã túi. Cái này là mã túi. Đây nè, đây mã túi hồng này. Cái này mã túi mà đang nói trời. Lưới đen này. Lưới đen cho Ruby Nguyễn. Ruby Nguyễn nè. Rồi chị nào chưa có lưới đen lên lưới đen luôn dùng nguyên, còn hai lưới đen. Còn hai lưới đen. Tiếp luôn. Vòng đúng không? Lưới đen vòng đó. Nhớ cái này. Quen không? Hôm bữa là chạy luôn cho vậy mình là cổ vung. Con này là hàng 69.000 nè. Cái mà có cái túi chỗ này nè. Chị nào lấy cái này lên cho mã túi đen dùng nguyên nhá. Túi đen luôn lên luôn trẻ mình cũng 49.000, toàn bộ là Boris đẹp. Lưới đen cho Phạm Đông. Rồi lên luôn dùng mã túi đen nha, cái này có túi nè. Panda. Lưới đen này. Đúng rồi, giờ là lưới đen đấy. Rồi lên chung mã túi đen. Túi đen 49k túi đen, chị nào lấy túi đen lên túi đen luôn dùng nguyên nè. Túi đen có túi đen và túi hồng nha. Ai lấy túi lên nhanh tay túi đen và túi hồng qua mã nhé. Túi đen và túi hồng 49k con. Ai chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Túi đen và túi hồng đi quế về. Ủa cái lộn hả? Cứ lấy cái mã này. Nè lấy cái mã này thử. Nó còn không con? Nó cổ rồi. Cổ rồi, cổ hết rồi. Cổ hết rồi. Nghi liền. Cổ luôn rồi. Chị ơi chị thu đổ gì chốt cái gì không hề thấy luôn. Phạm Đông, dạ nếu như chưa đi đơn thì em sẽ gom vô chung nha. Phạm Đông không có lưới đen nha. Hết lưới Phạm Đông đen hết lưới đen rồi, bị hết lưới đen rồi. Hết lưới đen, không phải lưới đen. Cái này em còn 6 mấy cái bán tặng cho chị em mình mỗi chị một cái. Bán tặng mỗi chị một cái luôn. Hàng này hàng đây 55.000 này. Còn từng này con váy 55.000. Lên lên chơi mã tặng váy lanh dùng nguyên nhá, mỗi chị một con luôn, chia sẻ dùng nguyên nhá. Chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên cho chị em mình ơi. Cái này Nguyên còn được quê đen. Từng này cái thôi. Quê đen cái này nè. Quê đen là mã nào? Quê đen là đúng không? Không phải. Cái túi hồng nó có hai cái đẹp rồi kìa. Còn hai cái. À còn màu kia một cam nữa. Cam nó cam chữ à. Cam nó cam chữ à. Chuyện trang cá nhân hả? À? Chưa. Ai chốt Nguyên trang cá nhân đâu. Nguyên up xong cái Nguyên like luôn. Thế chị chốt Nguyên like đi nha. Mã Nguyên đang mang còn hai con màu nu nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã nút đi. Hoặc là mã Venu dùng Nguyên nè. Còn được hai con Venu nè. Y kiểu Nguyên đang mang màu nu. Làm đơn nha. Mai nhà Nguyên chốt đơn hết nha chị em mình ơi. Ok. Trên trang cá nhân ấy giờ chị chốt hẳn trên này luôn dùm em đi. Rồi lên luôn dùng mã này. Ôi trời ơi. Rồi lên chung mã túi hồng. Hai con túi hồng. Đẹp chưa? Không phát nữa phát con gì. Nè. Nè Boris nha, Boris xịn luôn cho chị em mình luôn, chạy Boris xịn nhá. Còn hai con mã túi hồng. 49k con, chị nào lấy mã túi hồng lên túi hồng luôn dùng 49 còn 2. 49 còn 2, chị nào lấy túi hồng lên túi hồng nhá, hai con túi hồng với giá 49k. Ráng chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Venu cho like Ngô Thị Thúy. Ừ Venu đấy. Like Ngô Thị Thúy. À, áo Nguyên đang mang còn màu nu đấy chị. Còn màu nu thôi, còn màu Nguyên mang có người chốt luôn rồi. Rồi chị nào chưa có cái mã túi hồng lên túi hồng 49. À, Venu cho chị Ngọc Thanh cái. Venu đã thả xuống hai cái. Túi hồng còn cái cho chị Hoa Nguyễn. Không đó. Túi hồng cho chị Hoa Nguyễn cái. Ok chị Hoa Nguyễn cái. Chữ nu hết, túi hồng luôn hết luôn. Chữ nu cũng hết luôn chị. À chữ nu là giống cái mã này màu nu đúng không? Hay là cái gì? Rồi lên luôn dưỡng mã tặng. À còn mã cổ lẹt nè. Venu hết rồi chị ơi. Còn mã cổ lẹt nè. À, đó. Kim loan cũng được mà. Kim văn cũng được rồi mà. Còn một cái hồng nữa mà. Hai hồng nữa mà. Hai hồng nãy giờ mày đọc rồi. Hoa Nguyễn với ai đấy rồi? Hoa Nguyễn với Kim văn dưới đó.
À, rồi ok. Còn một mã lẹt. À, mã lẹt là mã trắng đúng không? Lẹt cái này nè. Không, bên kia này, sao kìa. Đây à. Bên kia kìa. Có cái chữ theo thấy không? Đấy. Không có từng nữa còn. Không còn có hai con. Đây luôn những mã lẹt trắng. Comment lên mã lẹt trắng luôn dùng nguyên nhá. 49.000 con. Lẹt trắng. Ai lấy lẹt trắng lên lẹt trắng luôn dùng nguyên 49. Được hai con lẹt thôi. Đẹp lắm chị em anh ơi. Chữ này toàn bộ chữ theo. Chị nào lấy lẹt trắng lên lẹt trắng 49k. Hai con mã lẹt trắng. Tình yêu nào chốt chốt luôn nha. Lẹt trắng hai con. Và Venu, Venu này theo còn con. 49.000 con. Cho huyền thương. Hả? Venu. Venu đã hết rồi. Venu đâu có. Nu này, nu lưới nè. Chị nào lấy cái này lên cho mã lưới nu nè. Theo đây nè. 49k lưới nu. Chị nào lấy lưới nu lên lưới nu và lẹt trắng luôn dùng nguyên nhá. Lẹt trắng cái cổ của nó là à, quên, chữ của nó là chữ theo. Chữ theo nhá. Chữ nu hồi nãy cho chị Huỳnh Thủy Tiết đi. Mã vớ bỏ vô cho chị Huỳnh Thủy Tiết. Ờ. Huỳnh Thủy Tiết. Huỳnh Thủy Tiết rồi, lên luôn dùng này. Cái này còn bao nhiêu con bán thẳng của chị một con luôn. Hàng này hàng nguyên xe 55.000, cái này là Lanh Nhung, size 60 kg nhá. Màu xanh của Việt đang còn hai con. Lên luôn dùng mã tặng váy lăn luôn dùng nguyên 55.000. Lên luôn cho em mình 45k nó. Đẹp. Xây 60 đổ về là chị em cho ok. Được chưa? Lên luôn dùng mã này là mã cổ Việt. Đen lẹt lắm thì có, chỉ có trắng lẹt thôi. Chốt như thế không có hàng trả đâu chị ơi. Em còn có hai cái mã lẹt trắng thôi, không có lẹt đen đâu. Lên luôn dùng mã nào mã váy lăn, lên luôn cho chị em mình là 45k con. Xe này chị em mình đi 60 vẫn mau ok. Cái này toàn bộ nó là Lanh Nhung, còn hai màu xanh của Việt. Và còn mấy con xanh cô ban lên gọn 49k con, bao rẻ luôn. Nó Lanh Nhung mà lên cho em mình giá này thôi luôn. Đấy, đây này, ướm sơ nó này cho chị em mình coi cái form thôi. Chị nào lấy cái này lên chung hả? Cô ba hai con. 45k con luôn. Lấy trắng cho biết Linh Bùi. Chị nào lấy Việt lên Việt và chị nào lấy cô ban lên cô ban luôn dùng nguyên này. 49k, áo quần lộn 45k. Ok, có hai con lại trắng thôi. Chị nào lấy váy lanh lên váy lanh 45k một con thì chưa bao giờ con lên chị em giá nào hết. Nguyên tắt hẳn cái like trên trang cá nhân nha chị em mình ơi, lấy cái điện thoại. Tắt hẳn cái like trên trang cá nhân nhé. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã váy lanh luôn dùng nguyên nhá. Tặng 49k. Cái gì? Thì là đây cô ban đây, cái nó là xanh vịt. Đây là xanh cô ban. Thì like thử thử, tát thử có vô không à. 45k luôn. Rồi lên luôn dưỡng mã váy. Có màu xanh cô ban. Ok này, xanh cô ban rồi. Chẳng 45k thì chạy mình tranh thủ phát đi, quá là rẻ luôn con này. Cây màu đi chị My Võ ơi. Hai màu xanh mà. Màu xanh cô ban và màu xanh cổ Việt. Lúc nãy là xanh cổ Việt và cái này lên chị mình là xanh cô ban này. 45k. Hồi nãy ướm sơ rồi đó chị. Em có ướm rồi đây. Hai bên lành cho Hương đi. Một hai màu hay sao? Ba sử cái điện thoại đi. Sử cho mình. Không có được. Rồi nha, qua nhé. Chị nào lấy váy lanh lên váy lanh. Rồi tiếp cái này cũng còn được sắp được hai bộ. Lên luôn cho chị mình mã này nót luôn. Hai bộ. Cái này à. Lên mã bộ nam. Size L, size 57kg quay đầu. Lên mã tặng này 45k luôn. Đẩy luôn nhé, 45k phát luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã 45 xanh 57kg quay đầu là chị em mình chốt ok. Lên mã 45 xanh, chị nào lấy 45 xanh chốt 45 xanh luôn dùng như này. 45 xanh, 45 đen. Đen này là size 62 đổ về. Ủa, xả chừa cái này, cái áo này trong xả hả? Cái áo đỏ nè. Nó đỏ ba lỗ nó chừa trong sao hả? Đó. Hôm bữa mắc lên cái cây à. Lên luôn dưỡng mã tặng nam 45k nốt. Đây nè, đây nè, đây nè. Dưới này áo ba lỗ nè nè. Đó. Cô ban là cho chị My Võ. 45 xanh này cho hồi nãy cho chị à. Cô Rung Nguyễn. Cái bộ ấy, bộ nam ấy. Bộ nam cho chị cô Rung Nguyễn đi. Cái này cho chị My Võ. Váy cho chị My Võ. Rồi lên luôn dưỡng mã 45 đen. Ờ, 45 luôn, 45 đen. Chị Yến Lúc kia nhớ chia sẻ luôn dùm em. Bộ xanh em hết rồi, còn bộ đen.
Màu đen này size 62 đổ về. Size L. Trời ơi, nói là riêng cái dòng này người ta chạy luôn, rẻ nhất cũng là giá 79.000 bộ. Làm có thấy giá rẻ nhất 45 xanh em hết rồi. Lên mã 45 đen luôn, còn có được có bộ lên bán thẳng của chị em mình gọt kho nè. Chị nào lấy cái này lên cho mã 45 đen. Size dành cho các anh nam nào 62 kg đổ về luôn, dùng nguyên là chút đẹp. Chút mã bộ đen luôn, dùng nguyên 45. Đen cho Nga vỏ. Đâu? Cái hồi nãy khác mà ba. Nãy mi vỏ mà răng nữa à. Váy nó cũng mi vỏ. Cái này mới Nga vỏ nè. Ý, không là lộn. 45 đen hết nha. 45 đen hết rồi. Mi vỏ thấy xanh nữa nè. À, Nga vỏ thấy xanh đen sao vậy? Ba, mày đọc ba cái ghi đi. Cái này còn được mấy con này nè. Cái này tầm 2 ngày à. Nhanh thì mai còn không là mốt con mới về lại đi. Hết sạch xanh xanh luôn. Mã này hết sạch xanh xanh luôn. Xây 60 đổ về. 60 đổ về con này dòng của nó là đuổi lụa nhé. Còn được từng này con. Lên cho em mình 33.000. Nghe nói thật sự là sĩ Nguyễn Nguyên đang chạy cái mã này cũng cực kỳ riêng, riêng trời này mà người ta chơi sốt ấy. Mới thấy nhiều chỗ nó bán cho chị em mình đi combo là 55.000 con. Đi từ 2 con. Nguyên lên cho em mình 33.000 một con áo thun mà trên nhau rất là nhiều. Có chỗ rẻ hơn nó bán cho chị em mình 49.000. Còn cái này cũng chạy luôn cho chị em mình 33.000. Thế chị em mình bảo mà mua nhiều, mua 3 con, 4 con ở free ship luôn chịu luôn nè. Đây, nếu như mà ấy nhắc muốn bán cho chị em mình, ví dụ như muốn 3 con ấy, muốn 3 con nội thành bán chị em mình 49.000. 39.000 thôi là 3 con free ship được. Còn này bán cho chị em mình chỉ có 33.000. Nha, còn mà trong khi người ta bán cho chị em mình là 49.000, 55.000. Được chưa, lên luôn những mã này là mã 33K, xây 60 đổ về là chị em mình chút đẹp. 33.000, bộ nam em hết nha. À, từ từ cái áo chị mặc còn hàng dạ em hết chị ơi, em hết mà hẳn cái mã này luôn, hết hẳn mã này. Con này chắc của nó là đuổi lụa riêng trời nè, phát con này thôi siêu nhẹ luôn nha. Lên mã 33 cam còn được 4 con cam, 4 con màu cam. Phôm này phôm 60 nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã 33 cam rồi lại không vô coi được rồi. 33 cam, 33 đen và 33 trắng còn được từng này con thôi, giá 33.000 được không? Được không? Cam bên Phương Nguyên. Cam cho Yến Lưu Kim. Còn cứ nhảy cái này. Thôi đưa cái điện thoại của bà xã đây. Vô cái Facebook kia là coi được. Vô Facebook kia là coi ok. Rồi lên chung mã 33 đen. 33 đen luôn dùng Nguyên nhá. Chúc lên mã 33 đen. Lên mã 33 đen. Cam có rồi, Yến Nô Kim có rồi đúng không? Yến Nô Kim có rồi đúng không? Cam Minh Phương Nguyên có rồi đúng không? Rồi lên mã 33 đen và 33 trắng nữa là hết. 33.000 con, siêu rẻ. Thôi cho bà xã mấy cái chân váy chữ A màu tím nó lên bán tặng 39k luôn cho nó gọn, màu tím tím kìa. Có mấy con thôi. Rồi lên chân mã 33 đen, 33 trắng, hai đen và một trắng nữa là hết. Hai đen và một trắng nữa hết, chị em mình cố gắng chia sẻ luôn dùng Nguyên nhá. Đây cho chị Mai Cỏ. Chị Mai Cỏ chốt giúp em cái gì đi đơn nha, đừng có chốt xong cái kia là ít quá cái xả ra như hôm bữa thì mất công lắm ấy. Rồi lên luôn những mã này. Đen mây cỏ này, đen chữ Yến Lô Kim này. Rồi còn trắng. 33. Còn trắng, 33.000. Rồi lên luôn những mã tặng sọ. Ôi trà ơi. Cái này có vài con thôi. 39k nốt luôn. Size 55 quay đầu nha. Cái này 55kg quay đầu, chị em cho ok. Trà ơi. Chào ơi, 39.000 thì trẻ mình mix với con áo màu trắng rồi thôi, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Comment lên luôn dùng mã này. Chúc mã 39k, dòng này bán dẹp 39.000. Xe 55 quay đầu nha, xe XL còn được 2 con. Chị nào lấy cái này luôn chung mã này là mã đùi tím 39.000 khóa kéo sau. 39.000 tím nhá, chị nào lấy tím lên chi tím. Tím 39 luôn dùng lên được 2 con. 2 con tím 39. Đen, đen, hết rồi. Hết đen, hết trắng rồi chị ơi. Thì chị em mình mai học mốt, bây giờ cũng hết sạch xanh mã này luôn rồi. Còn được hai cái màu cam nữa là hết rồi. Cán da thu thủy rồi. Cam, bỏ cam ra kìa, bỏ cam chị Yến Lô Kim kìa. Lúc chiều bố bạn, rồi giờ. Chị ơi, chị Lai Trương, lúc chiều em chốt 33 trắng rồi. Với cam rồi. Giờ có lên mã quần đùi nữa không chị?
Em lên đan sen chị ơi. Đồ tím cho chị Hợp Nguyễn và chị Phạm Đông hai cái. 39.000 con luôn. Cho nó gọn vì hả này, thứ còn con. Đây nè, còn đây một con. 39.000. Còn một con, hai con này xây 50 quay đầu. Còn hai con xây 50 quay đầu. Giờ mà đang mang con áo màu trắng thì mix lên như vậy mình xếp đẹp. Đang mang một con áo màu trắng là lên xếp cực kỳ đẹp luôn. Xây 50 52 quay đầu là chị em mình chốt ok cái này. Xây luôn nhiều mã tím L 50 52 nhá. Tím L. Xây 50 52 quay đầu là chị em mình chốt ok. Xây 50 52 đổ về nhá. Cái này mình mang bụng một. Bụng của nó hơi bị rộng xíu rồi. Bụng của nó hơi bị rộng xíu rồi. Cái này mang sát qua xíu tại vì cái này xây L rồi. Bụng của nó hơi rộng nhá. Này, 39.000 con, quá rẻ luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã tím L. Tím L đi, chị nào lấy tím xây L lên tím xây L. Đây lên cái này luôn đi. Ok. 39.000 thì không ngại gì không phát hết. Mai cỏ lên số ký nha. Có nhiều chị hai. Tới nhà mà mua nhiều con chỉ có 35.000 làm như con 135.000 thôi đó. Đứng thử tới thử lui thử qua thử về rồi kéo lên kéo xuống. Rồi coi không biết như thế này có đẹp hay không. Cuối cùng không ấy. Có tay. Ê sao? Phía dưới nó còn mấy con thông thái hồi nãy bán tặng 43.000 kìa. Cái nó trừ cho ai? Còn một cọc kìa. Chứ cái váy cam kìa. Bóc lại cho xả cái này. Bán một bán 39.000 mà làm như 139.000. Bởi đó là không thích người tới thử. Không. Dưới cái váy cam đấy. Đấy, cọc váy cọc áo thun dưới cùng nó sát đất ấy. Sát đất ấy ừ. Từ từ. Hoàng Điệp hình như Nguyên không thấy comment hay sao. Không thấy Hoàng. Hồi nãy giờ không thấy chị Hoàng Điệp ở đâu hết. Không thấy chị Hoàng Điệp ở đâu hết. Rồi lên chương mã váy A. Chị em mình nhớ là Nguyên bán 39.000. 35.000 chứ không phải là 135.000. Đưa quần đấy, quần L. Quần làm chị cậu ở đây, quần L. 39.000 nha. Ai mà hết rồi. Ai mà tới không hết rồi. Rồi còn size dưới 50 thôi. Size 10. Size dưới 50 nhá. Tới thử lui rồi quần này nó ngắn rồi quần này nó dài, khác kiểu mày cực kỳ. Mai cỏ có rồi nha. Còn tím size M, size dưới 50. Chị nào lấy tím M lên 39k tím M. Ai lấy tím M lên tím M luôn dùng nguyên nhá. 39k con. Bao rẻ luôn. Ráng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nha chị em mình. Chắc bị ẩn comment đấy. Như chị gì ta. Hồi nãy gì chị Hoàng Điệp. Không hề thấy chị Hoàng Điệp luôn. Đặng thì Hoàng My cũng không thấy luôn. À áo sau mấy tiền à. Áo sau của em á. Áo sau của em 49.000 hồi nãy em mang rồi. Con nói hồi nãy em mang từ đầu lên rồi. Hết còn lại toàn bộ mã này là mã chữ A không. Quần A size 52 quay đầu, chút mã L. Tím M cho trăm phút. Hết rồi. Hết rồi. Với chữ A tím 55 ký. Size L chút đến 52 thôi, gọn thì mới lên được. Nha. Chút đến 52. Cao ấy, cái gì gọn người là mang được size L. Nguyên cái này cũng đang mang CS, có bữa mang cái vàng CS đi. Chị nào lấy tím lên tím luôn dùng nguyên L đi. Chị nào ok, chút 39.000 nó rẻ quá. Chị nào lấy tím L, lên tím L, còn hai con tím S. Hai con tím S, tím S này dưới 50 nha. Nguyên bữa nó là Nguyên mang con màu vàng CS này. Còn hai con tím S, giá 39.000. A, à, nó thực sự chân váy chữ A mà lên đi cho chị em mình dòng. Dòng hàng 3 thì nó rẻ quá. Xin lời cho chị Yến Hoàng. Xong không nghe đọc Yến Nguyễn à. Yến Hoàng đấy. Yến Nguyễn có comment cái gì đâu. Hết rồi chị trăm phút còn A CS. Hai tím CS thôi, còn hai con lên gọn. Nãy được cái à? Còn hai con CS size dưới 50 hôm bữa Nguyên mang là mang size này. Nguyên mang lại là mang size này. Chị nào lấy A tím S. Mã tím S đi cho nó nhanh. Hết rồi chị lấy vàng rồi. Hết L rồi nha, uống cà phê mà ngáp vú. Chốt lên luôn dùng đây này, hồi nãy còn sót cọc. Sót một cọc. Ai chưa có. Cái này lên cho em mình 43.000 cho nó gọn. Thông Thái, ai lúc nãy chưa có thì tranh thủ lên nha chị em mình ơi. Khi chưa chị nói để chị ba kéo 36 chưa, em chưa chốt xong. Em chưa chốt xong. Ok S. Thái đây, lúc nãy chị nào chưa có, Nguyên lên gọn luôn chị em mình 43.000 luôn đi. 43.000 luôn đi. Bán đây là bán khùng đây. Còn hai cái lên gọn luôn đi. Nha, chốt mã, cái này là toàn bộ thun thái này. Lên luôn dùng mã này. Chốt mã này là mã thái vàng và thái trắng. Size này 60.
33 là cái gì? 33 trắng hết rồi chị Hồng. Hồng trắng hết rồi, hết tê rồi. Thị mốt có, mốt có nhé, mốt có, mốt có. À, tím ấy cho Thu Hiền. Tím ấy cho Thu Hiền. Thu Hiền đúng rồi đó. Thu Hiền ghi Thu Hiền đỏ. Thu Hiền cũng nhiều. Thái nè, lúc nãy chị nào chưa có thì lên nhanh tay luôn dùng nguyên nha, số một cọc 43.000 luôn. Lên luôn dùng mã thái vàng và thái trắng 43.000, bao rẻ. Bao rẻ, bao rẻ, bao rẻ. Thái vàng và thái trắng. Màu đỏ này. Quần tím chị Trăm Phúc có cái, còn mà nhiều mã. À, thái trắng cho chị Thu Thủy. Thu Thủy như đang còn đơn cũ phải. Đây hồi nãy ai hỏi đỏ. Size này size 60 số 2. Đây là dùng mã thái đỏ 43 luôn. Thái đỏ 43. Còn nha chị ơi, có lên bộ ngố em không? Thái vàng cho chị Xuyến Chi. Thái vàng Xuyến Chi. Rồi lên thái đỏ 43 luôn. Thái đỏ 43, chị nào lấy thái đỏ comment lên thái đỏ 43 luôn dùng nguyên nhé. À, còn quần sọc nhiều lắm, quần sọc còn nhiều mã đẹp lắm, từ từ chờ một chút. Nói chung là rất là nhiều hàng. Mà nó nhiều quá nên là đâm ra loạn, không biết lên cái gì trước, lên cái gì sau. Rồi chị nào lấy thái đỏ lên thái đỏ luôn dùng nguyên này. Thái vàng hết, lên quần, ok em lên hết cọc này rồi em lên quần. Thái đỏ cho chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà lên hết cọc này rồi lên quần nhé. Rồi lên chân mã này. Lên mã Việt đen. Tương tác đi, cái gì à, Việt xám, Việt xám, Việt xám 60 kg quay đầu. Lên mã Việt xám. Comment lên Việt xám cho bà xã miếng nước đi xám. Uống nước đá như càng uống càng khác. Thái đỏ còn con. Thái đỏ đang còn một con. Rồi lên luôn những này. Không chị ơi, hết rồi. À bên mã cũng đang mang hết rồi, còn mã phía sau thôi. Thấy rõ cho chị, sai lầm là em. Sai lầm là em. Rồi lên dùng mã xanh dương. Áo khoác nắng à. View đi. Giờ mà đẩy view lên 100 nguyên loại bán tặng cho em mà mã khoác hai lớp. Cực kỳ rẻ luôn. Rồi lên những này. Màu xanh này chắc đã lắm nè. Chị nào lấy cái này lên chân mã A xanh. Áo quên, thái xanh. Tuyệt xám cho mi vỡ. Hết phom dài. Phom này phom vừa, không dài mà không ngắn. Lưu ý luôn dùng nguyên không phải là phom lửng. Nó vừa vừa. Đây này. Vừa vừa như thế này, không dài và không ngắn nhé. Cái này không phủ mông giáo quần đâu. Không phủ mông giáo quần, vừa phải như thế này nè. Đây đứng lên chị em mình nhìn cái phom áo nè. Đây chị em mình để luôn dùng nguyên nè. Đây nha, không vừa. À quên, không phải là phủ mông nhá. Mã này là phom vừa. Xanh dương 43. Cái này là phom bự đó chị Nga. Anh xám rồi nha. Phom bự chứ không phải đừng là chờ phom ôm là chịu luôn ấy nha. Rồi lên chung mã này là mã thái. Đây, xám này là đen. Cái túi cái bì đục nhưng mà không biết. Đây đây xám mã này. Ai xám mã này? Lên luôn dưỡng mã chữ xám đi. Chữ xám sẽ 60 độ về. Chút lên luôn dưỡng mã chữ xám. Vì xám nguyên hết rồi. Hết phom dài rồi chị ơi. À, thái dơi còn chữ nào màu mặn không em ạ? À? Chị Lương Cửu là cái thái dơ xanh, này có thái chưa xanh, thái, xanh thái xanh dương này, thái xanh này, thái xanh dương này, xanh dương cho chị ngắt vũ luôn kìa, xanh dương cho chị ngắt vũ luôn này, xanh dương cho ngắt vũ luôn. Rồi còn một con xanh dương này 43.000 gọn kho luôn. Rồi còn một xanh dương này, xanh dương cho Phương Bi này. Rồi lên luôn dưỡng này, chữ xám chữ đen 43.000 nó cứ view lên 100 đi rồi bán tặng mã áo khoác nắng nha. Tặng bắt chấp luôn. Rồi lên dung mã này là mã chữ xám và chữ đen với giá lên luôn chị em mình là 43.000 con. 43.000 lên gọn kho luôn ấy. Chị nào chưa có cái này lên dùng nguyên nhá. 43.000 xám, 43.000 đen. Tay chị em mình đi 60 vẫn mau ok. Chúc lên luôn dùng mã 43 xám, 43 đen luôn dùng nguyên nhá. Cố gắng chia sẻ mạnh tay. Chữ xám cho từ từ không xem được luôn mà người ta chốt được mà chị ơi. Chữ xám cho chị Phạm Ngọc Hiếu. Chữ đen cho cỏ cứu, hồi nãy có thông tin rồi đúng không? Cỏ cứu lúc nãy có thông tin rồi. Rồi ok, lên luôn dùng nguyên. Ôi, có một mã vàng túi này 49 này đẹp nè chị em mình nè. Chà 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 chà. Phát đi. Bo rip này 49.000 nè. Còn một cái túi vàng nè. Ai lấy túi vàng, lấy túi vàng không, lấy nguyên chốt luôn ấy. Còn một túi vàng. Rồi lên luôn những mã Việt đen. Việt đen 43 luôn. Việt đen 43, cái màu xanh của ban còn này chị Trăm Phúc nè. Nhưng mà kiểu khác cùng chắc luôn, kiểu khác để xíu em lên cho. Rồi lên chung mã Việt đen 43. Lên mã Việt đen 43. Chữ đen cho ai dạ? Chữ đen còn không?
chữ đen hết rồi, chữ đen hết rồi. À, túi vàng cái gì Trâm Phúc, tên mã Việt đen Thông Thái, vàng túi này 49 nha. Việt đen này là 43, ai lấy mã Việt đen 43 lên Việt đen 43 luôn dùng nguyên nhá. Chút lên mã Việt đen 43 một con, rồi lên chung mã chữ hồng chữ xanh, cái này cùng kiểu nè, cùng kiểu chữ nha. Túi vàng hết chưa? Màu hồng đậm nè, hồi nãy giờ ai chờ hồng đậm lên hồng đậm nè, hồng đậm luôn dùng nguyên này. Túi vàng hết rồi. Hello chị Hà Trần nha. Hello Hà Trần này, Hà Trần nào đấy trời. Chị em mình mà thay đổi hình đại diện phát là không biết ai vô ai hết đấy. Chốt lên luôn những mã này là mã hồng đậm này, còn một hồng đậm một màu xanh lá này, 43.000 con, Thung Thái là 43.000 thì là bao giá rồi. Túi hết rồi. Hết túi nha, còn túi chi nữa không? Rồi lên luôn những mã này là mã chữ xám 43, chữ xám 43, chữ xám 43 một con. Ai lấy chữ xám 43? Việt đen ba kìa. Đen cho. Việt đen. Thiếu hồng đậm cho cả là. À Hà Trần xanh. Hà Trần xanh đổi cái hình đại diện thế. Đổi cái hình đại diện là tìm đuối luôn. Nha. Xanh lá cho cỏ lạ luôn. Hồng đậm với đen xanh lá. Thế. Đậm cho cỏ lạ hả? Hồng đậm á. Chứ xanh lá ở dưới không đọc rồi mẹ. Cuối cùng kìa. Xám cho Yến Lukin. Cứ cỏ lạ hai cái luôn rồi. Ờ hai cái. Bình thường người ta chút chục cái cũng được mấy chị trời. Từ từ Trăm Phúc dồn đơn hai set quần luôn, ok chị ơi. Yên tâm mai em dồn vô cho Yến Lục Kim. Á quên không vậy? Câu xanh lá à, xanh lá hết rồi. Xám, xanh lá em hết rồi. Xanh lá mã nó khác rồi. Xám nha, xám. Xanh lá này là mã dơ. Mã dơ 49.000 Thung Thái rồi nè. Xám nha. Thái dơ này đang cực kỳ chạy. Thái dơ này sử dụng nguyên chạy cực kỳ nhiều luôn. Nguyên về bao nhiêu là chia sẻ xong rồi like được nào hết được đó hết. Còn một con xanh lá này. Xanh lá Doraemon. Doraemon 43 nè. Doraemon xanh, Doraemon màu xám là hết luôn. Doraemon xanh, Doraemon xám 43.000 con. Ai lấy Doraemon? Thế? Không. Còn lấy được tốt nhiều không cho. Không, em bỏ ra rồi. Quần công sở về rồi chị ơi. Sợ chút lập. Xanh lá cho Mai Thủy. Xanh lá cho Mai Thủy. Ok, lên dùng mã xám và xanh lá còn được hai con. Chị nào lấy cái này lên chung mã dơ xanh chuối này 49.000. Chị nào lấy dơ. Dơ lên dơ 49. Mã dơ nên còn được cặp hai cặp. 49.000 tí xíu nữa lên. Rồi lên cho em mình buồn. Cái mã dơ mới 49. Dơ mới 49 hay sao? Rồi lên luôn cho em mình buồn sọt nha. Quân công sở xanh lá với lại xám nha. Quân công sở hai biên thì nguyên về rồi đấy. Cái này màu xanh coban đây nè. Mã u mì trắng em hết rồi chị Trăm Phúc ơi. À trắng chị lấy cái mã thái dơ xanh này đi. Xanh lá cho mì vỏ. Thái dơ này nè. Thái dơ này đi. Thái dơ này đẹp lắm nè. Ai chưa có thì tranh thủ vào phát nè. Đây nè Trăm Phúc ơi. Lấy cái này đi Trăm Phúc. Xám em đảm bảo luôn. Trăm Phúc lấy ngay cái này đi, màu trắng dơ này đẹp lắm luôn. Tin tưởng em đi, từ cái này em bán nhiều khách, ai cũng ưa hết. Nhiều người vô lại là chốt được hôm bữa, chốt được cái hai cái xong cái vô. Vừa rồi cũng vậy là nhiều chị là màu nào cũng được, chị cho chị 5 cái. Thì thấy cái màu nào cũng đẹp lọn mắt đâu có biết. Màu nào cũng đẹp, màu nào kiểu nào cũng. Mỗi cái nó có mỗi cái vẻ đẹp riêng. Chị em mình lọn, cái là cứ lên kệ, phát cho chị 5 cái. Cứ dặn về hôm bữa up lên là phát cho chị 5 cái. Đây nè chị ơi, chị nào lấy cái này lên chung mã chữ nè 49.000. Cái này dặn tay của nó là tay dơ, cái này tay nào tay đang hot 49.000 con nha. Còn hàng cái này ngoài thị trường người ta chạy lên chị em giá rất cao. Người ta còn thậm chí người ta đang chạy kiểu như nhái là cái mã này mà người ta làm bằng chất TC, giả TC. Phải nó rẻ hơn nhiều nhưng mà ta up đi cho chị em mình tầm giá này rồi. TC với giả TC, còn cái này cũng lên chị em mình là Thung Thái nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã chữ đỏ 49.000. Xanh lá hết rồi chị My Bỏ ơi. Hết xanh lá 43 rồi. Chị nào lấy chữ đỏ cái tay này tay dơ. Cái này tay dơ này được 3 con chữ trắng và một con mã hình trắng tròn rồi. 49.000. Cái này mang cái này là đúng đẹp lắm. Cái này chị em mình về mix với con mấy con quần à. Quần sọt hôm bữa mua ấy 49.000 đó là đẹp. Còn đó chị ơi, còn nhiều màu lắm. Mà thôi không lên nữa. Cái này còn sót một con lên luôn chị đỏ. Em. Chữ đỏ nào? Chữ đỏ đây nè, chữ đỏ là áo trắng chữ đỏ đấy.
áo trắng chữ đỏ 49k đấy. Xuyến Chi, Xuyến Chi nè, sai lầm là em và Thái Hòa. Xuyến Chi còn một con này 43 nè, lên mã xanh dương 43 luôn. À, lấy xanh dương 43 lên xanh dương 43 luôn dùng nguyên nhá. Xanh dương 43.000, chị nào lấy xanh dương lên xanh dương luôn dùng nguyên, 43.000 luôn dùng nguyên nhá. Xanh dương 43 cùng cái form lúc nãy, xanh dương 43, ai lấy xanh dương 43 lên xanh dương lên để trẻ mình một cộng một sọt. À, cái này là quần không sở rồi, không phải quần đùi, không sở dài rồi. Xanh dơ cho Lê Phượng, số Lê Phượng tí ở ra chạy quý vô xanh dơ Lê Phượng. Xanh dơ 43 cho Mai Thủy. Đây, cái này hồi xưa tiền cho chị trăm phút là 2 vi rồi này. Cái này cũng còn rơi lại thôi. Cái mã hồi nãy 49k không còn. Không phải Lê Phụ, rất hoan lại, hoan lại xanh dương chứ không xanh dơ. Xanh dương đây nè. Không được từ. Xanh dương cho Lê Phụ này nha, Mai Thủy không có. Áo Nguyên đang mang còn con màu hồng 49.000. Còn đúng một con nè, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã lưới 49. Comment lên mã lưới 49 một con. Ai lấy lưới 49 chút lên mã lưới 49 luôn dùng nguyên nhá. Còn một con 49.000, con này dòng Boris nha. Lưới 49. Xanh dương nguyên hết rồi. Đây đây đây, cái mã này. Thẳng là nhiều chị chờ cái mã này. Đã hết rồi, về lúc trưa đã lên. Còn có mấy con thôi. Còn có mấy con thôi. Con này về bao chắc và bao phôm và bao giá luôn cho dễ mình luôn với giá 49.000. Còn một con size L size 60 đổ về. Lên mã 49k. Hả? Lưới hồng đó, lưới hồng 49 đấy. Lưới hồng 49 cho Hiệp Kim. Hiệp Kim đi, Hiệp Kim khác. Quần dài em nhiều lắm luôn. Mà ưng lên quần dài gì? À bỏ kìa, Hiệp Kim không lấy lưới hồng kìa. Lên đi, lên 100 view bán tặng cho chị em mình mã khoác. Ráng 2 view nữa thôi. 2 view nữa lên tặng cho em não khoác rồi, ok. Bóc cho xã cọc áo khoác rồi nè. Tặng trước. 49 cho Phụng Kim Nguyễn. 49 đây nè. 49 nè. Cho bà xã cọc áo khoác. Ai lại tụt rồi. Thế lên hẳn view đi rồi rồi bán tặng nha. Rồi con này luôn bán tặng, con này một con quần ngố chắc đuổi sai dễ và 52 quay đầu. View, ôi trời ơi, con này đuổi lụa này. Tặng 39 luôn đi. Tặng 39 luôn đi, dặn quần ngố sai 52 quay đầu. Con này đuổi lụa chị em mình nhìn chắc là nhúng nhùng luôn, phía sau của nó là lưng thun này. Lên luôn dùng cái này. 39.000 sai 52 quay đầu. Chị nào lấy cái này đó chung mã gạch 39. Lên mã gạch 39. Gạch 39 nhá. Quần 49 rồi. Lên mã gạch 39. Ai lấy gạch 39 lên gạch 39 luôn dùng nguyên nhá. Gạch 39. Đây, thấy chưa? Lại tụt rồi thôi. Chưa kịp lên lại tụt rồi. Chia sẻ đi mấy tình yêu ơi, mã 4 nút nè. Hồng là cái gì? Bánh chưa có hồng lỡ. Hồng lưới à? Hồng lưới hết rồi. Cái hồng lưới đó kìa. À, hồng lưới nè, có hồng lưới không? Hồng lưới hồng lờ, không biết cỏ mai cỏ kìa. Đi lờ. Lên rõ mã đi chị em mình ơi, không lại lộn hàng nha. Quần đùi quần công sở có, quần không được công sở từ từ nha, quần công sở. Lên hẳn luôn cho chị em mình là mã hai biên sụt sò luôn. Hai biên Nguyên nói thật sự chị Mai Thủy ra mua hai biên nhà Nguyên rồi. Hai biên chạy hai biên là giá 99.000 mà nó thật sự là form nó đẹp. Form nó đẹp, ngày hôm nay bán tặng rẻ hơn nhiều nữa luôn. Tục rồi. Tục rồi thôi. Hôm nào lên siêu cao bán cả. S nè, ML nè. Ba chị Trung Phúc qua lấy cái này nữa không nè, SML. Cái này chị em mình mix với, cái này là chuẩn của nó là Umi nè, chị em mình nhìn cái form. Giống như cái form bữa chị Trung Phúc mua đấy. Nhìn form dùng nguyên nè. Lên luôn dùng cái này. Cái này chị em mình mix với con áo màu trắng đẹp. Chốt lên mã 4 nút, con này chuẩn là U mì hàng dùng nguyên nhé. U mì hàng luôn dùng nguyên. Lên luôn chị em mình. Về phone con này thôi khỏi bàn cãi rồi nhá. 49.000. Quên nói là người ta chạy Vitex, người ta chạy được cho chị em mình là 6979.000 con. Cái này hẳn luôn cho chị em mình là mã U mì hàng luôn, hiếm. Hàng này người ta hiếm làm U mì hàng lắm. Con chạy là chạy Vitex đấy nè. Vitex nó rẻ hơn. Nha, lên luôn chị em mình 49.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã 4 nút kèm size.
Cái này chị em về mix với con áo trắng nữa là đẹp. 49.000 ba cái S, không quên SL với XL. SL với XL. 4 nút 55 kg cho Mai Thủy. Thôi đi ngủ đi chị ơi. Đùi hồng CL 49 làm chi có. 55 cho chị Mai Thủy. 55 cho chị Mai Thủy. 55 cho chị Mai Thủy. Hàng lên view với lên view không nổi. Lên view không nổi. View. Hả? 49.000. Rồi size này chị em mình 52 quay đầu. 52 quay đầu và 60 quay đầu thôi, còn được hai con. Lên được chị em mình 49.000. Không có hồng CL đâu chị ơi. Không có hồng CL. Chị đâu chưa có cái này lên cho mã 4 nút luôn chị Nguyên nhá. 4 nút chị em mình, cái này là quyền của chị em mình rồi. Chị em mình thích coi là coi, thích đi ngủ ngủ bây giờ làm sao? 4 nút là cho cỏ mai L hết rồi, L cho chị ấy rồi. Còn size XL với size S. Cái này giảm nhiều đấy. L không có. Hồi ngủ hết rồi, chị đi ngủ đi chứ giờ cái này là quyền của chị em mình rồi. Chắc ngủ của chị em mình mà, thích ngủ không thích coi chứ. Rồi lên cho mã đai đỏ. Size 55 quay đầu. 55 quay đầu. Nha, view X thì là Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình hàng lẻ. Size hàng lẻ. Nha, chốt lên luôn những mã này. 49k luôn đai đỏ, riêng cái đai đỏ nhà Nguyên thì là chưa ai chê. Nó thật sự luôn, 49.000 chưa ai chê. Chị nào lấy đai đỏ lên đai đỏ luôn dùng Nguyên nhá. 4 nút CL em hết rồi, còn màu đỏ nhưng mà hết rồi. À đây 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 có này sẵn. Còn cái cọc của xanh cô ban mà không phải là quần, là quần đùi có kia này. Cái này cũng quần đai đỏ rồi nè. Đai đỏ này size 60 luôn nè, size 3XL 49.000. Ai lấy mã này lên chung mã đai đỏ 3XL. Không có màu đen chị ơi, toàn bộ cái này không có màu đen đâu. Toàn bộ hết màu đen rồi. Chị nào lấy cái này lên còn một ri màu đỏ kèm size luôn dùng. À bốc cái CL cho chị. Chị mai cỏ đi ba. Bốc cái CL cho chị mai cỏ đi. Bóc CL cho chị mai cỏ đi. Cặp này là cặp kia. Áo nam à. Áo nam là lên bán tặng luôn đi. Giờ không bóc tính cái gì ra cái đó đi. Bóc tính cái gì lên cái đó. À lên cho dễ mình bộ này đi. Bộ này còn một đùi size 55kg quay đầu. Còn bộ này đùi 55kg quay đầu. Bóc lên luôn cho chị em mình cái mã này luôn. Còn một bộ một cọc đùi 55 quay đầu. Đây đã CL kìa. Cho chị mai cỏ kìa. Bốn nút CL cho chị Nhung Lê Thị có chưa? Là còn CL không? Hết rồi, hết CL rồi chị ơi. Hết CL nhá. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này, xây 55kg quay đầu không còn được từng này bộ này. 55kg quay đầu lên luôn dùng mã bộ 69k, bộ này là bộ đuổi nhá. Bộ đuổi á, bộ đuổi lụa. Đùi nha. Trời ơi, riêng trời nè, cái bộ này hôm bữa đã mang like rồi. Hôm bữa đã mang like cái bộ này rồi nè. Rồi lên luôn dùng cái này. Lên nó luôn cho em mình còn này bộ lên 65k luôn đi cho nó gọn. 65k. Chỉ có nhà Nguyên bán cái bộ này thôi với giá 60 mấy nghìn thôi. Nguyên nói thật sự luôn. Size này dành cho trẻ mình 55kg quay đầu. Comment lên luôn chung mã bộ đuổi 65k. Cái này cũng còn ít lắm. À, quần Nguyên đang mang hết rồi. Chị ơi chị Hồng Trần Thị Lê Hồng. Lên size luôn giùm em nhé. Đọc cái tên chị mắc lẹo lưỡi luôn ấy. Quần mặc không còn chị chịu hy vi á. Quần đang mang em lên từ hôm bữa rồi. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng bộ 65k luôn. Trời ơi. Phương Nguyễn nhiều người đó. Phương Nguyễn đâu? À Phương Nguyễn nhiều người. Đỏ 2X, đỏ 3X luôn đó chị, không có 2X. Phương Nguyễn này. Ờ như nhau còn một size. Đây đỏ lấy size 3XL cho chị Hồng Trần. Chị ơi lên thông tin cho em đi. Hồng Trần Thị Lê Hồng. Trần Thị Lê Hồng lên thông tin cho em nha. Lên thông tin đi chị ơi. Không có thông tin em không chốt được đâu. 3XL đây nè. Đây là bao nhiêu? 65. 65. Đây nè. Trần Thị Lê Hồng. Trần Thị Lê Hồng lên thông tin cho em đã. 49 à? Ừ. 49 gì? Bộ cho chị Thu Thủy. Bộ cho chị Thu Thủy. Bỏ riêng ra đi, lên thông tin thì bỏ vô còn không xíu xả. Lê Thủy. Ngọc Thanh. Mai Thủy. 55 quay đào nhé, Mai Thủy. Phương Bi. 65 Phương Bi. Rồi cảm ơn Tiếp Mùa Đông nha. Cái nãy giờ em lên đùi cả lọn mà, cho chị cỏ cứu. Cỏ cứu 65 luôn nó, còn bộ đùi này size 6, size 55 quay đầu.
vừa rẻ vừa đẹp đúng không? Ráng chia sẻ nha, ráng chia sẻ nha. Rồi ai chưa có nữa lên lưu dụng mã nè. Trời ơi, riêng cái trời này phát cái bộ đuổi đùi này á mà giá lên luôn chị em mình 65 gì nữa, giá này giá giật mình luôn nha. Chia sẻ lên luôn dụng quý vị thương thị đang có đơn, một trường có đơn nữa 65k người ta vẫn coi được chị ơi. Có nha chị Phương Nguyễn ơi, người ta vẫn coi bình thường đó chị ơi, không có size 60, bộ đẹp mà không chút hốt được gì ấy. Hết size bự rồi, cái này hết size bự rồi. Rồi lên nha, bộ cho chị Kim Văn, bộ chị Kim Văn, cái này còn mấy con áo nam size bự, lên tặng luôn, bán tặng luôn cho dẻ mình luôn. Hết size bự đó, lộn hết size bự đó. Còn cọc áo nam này lên bán tặng luôn. Giờ Nguyên bóc trúng cái gì, Nguyên sale cái đó nha. Bóc trúng gì sale cái đó. Và ráng mỗi chị em mình vô xem like, chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nha. Chia sẻ lên đi mấy tình yêu ơi. Có Lê Thủy, Lê Thủy nó có đang chưa đâu. Ai? Lê Thủy. Lê Thủy hay Thu Thủy đó, đặt Lê Thủy hay Thu Thủy. Thu Thủy. Có cái chị này chứ không lên bóc cái quần đai đỏ nó sẽ 2XL cho chị nó đi. Cho chị mua đặt thì mua. Thu Thủy không phải Lê Thủy. Đai đỏ. Không, quần màu đai đỏ này. Đai đỏ là cái màu đó đó. Bóc xe 2XL có không? XL. Obaka bên này có 2XL ha, cho chị mua đặt thì mua đi. Mua đặt thì mua. Còn chị Lê à rồi ok này. Không đâu Lê Thủy ok rồi. Đấy, cái đó xe 2XL. Xe 2XL. 2XL cho chị mua đặt thì mua. 2XL đây này. Con lò đây con 2XL. Đấy, 2XL ok. Rồi lên luôn dùng hả tặng áo nam 20k nắp luôn. Xe 60 đổ về. Chút mã 20. Trời ơi, thun lạnh nhá. Ép văn nội nhá. Coi dẫn 4 chiều nhá. 20k. Chút mã XL. Lên mã XL 20 luôn dùng Nguyên chốt cho chị nào chia sẻ. XL 20 và còn bộ là CL hết, sát nát hết. Còn con này 2XL, 2XL. Rồi lên luôn dùng mã L 20. L 20 không bao giờ cái này Nguyên không up lên trang cá nhân. Mới nhận đồ nhà Nguyên hôm qua đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị Mai Cỏ nhé. Tưởng mô đơn của chị Mai Cỏ hòn về. Nó điện tới điện lui mà bắt mệt luôn. Hai ba thằng luôn. Xây XL cho chị Yến Nô Kim. XL cho chị Yến Nô Kim nè. 20k. Rồi lên chung mã L. L 57 quay đầu 20k luôn. Trời ơi, mua con áo thun nam. Hàng thun lạnh, coi giảm 4 chiều 20k. Thì là chị em mình ráng cho xin một lượt chia sẻ nha. Chị em mình chia sẻ về trang cá nhân, chị nào có hội nhóm chia sẻ thêm lên hội nhóm luôn dùng Nguyên. 37 hội nhóm chia sẻ về trang cá nhân một hai lần dùng Nguyên nhé. Còn lên chung cái này. Cái này lên chung ở 20k xám và 20k đen, size 57kg quay đầu size L. Nha, áo nam đây chị ơi, không có size M nha, không có size M. Nam 79kg chốt cho chị. À không có 79kg chị ơi. Toàn bộ cái này Nguyên còn size L, size 57kg quay đầu à. Không bao giờ chị em mình mua được với giá 20.000. Cái nhiều người đi nhập ra được giá 20 đâu. Mà bán cho chị em mình giá 20.000 đúng bán tặng luôn nè. Còn xe 57kg đổ về. Chị nào lấy chốt. Anh chồng Nguyên cũng phải mấy cái này rồi. Nhiều khi á, chị em mình tưởng hôm bữa lên chị em mình con à 30.000. Có nam xe 10 không có xe 10. Con hình XL. XL hết rồi còn 2XL được hai con. Con xám xanh có 5kg XL rồi. Không có. Đây Nguyên đọc cái này chị nào có chốt thôi. Xe 57kg quay rồi. 820 nè. 30.000 cái là nhiêu chị kêu chắc là nó không ra gì đâu. Lên nhà. Ô trời con áo 30.000 nè, dài đẹp. Đấy mà nhiều khi trên like không dám đặt. Nhiều khi là Nguyên bán như vậy mà nhiều cái không đi luôn chị em mình dưới cả sale cả dưới vốn, sale 10 em không có chị ơi. Cho chị Ngọc Bích Trinh không chia sẻ. Không chia sẻ không chốt giá này. 20.000 đâu ra cái áo này, người ta tiền công may không có tiền vải cũng không. Áo nam màu xanh. Xanh đen, xanh đen nhá. Ai chia sẻ sẽ chốt nhé, còn không chia sẻ bỏ qua nhé. Rồi còn một đen xám xe lời Yến Nô Kinh có rồi. Màu xanh còn màu đen. Còn màu đen nhé chị Thái Hòa này. Thái Hòa được con với 20k. Rồi còn toàn bộ là xe lời, xe 57kg quay đầu. Với giá 20.000. Chị em mình nghĩ mua được một con áo. Nhiều khi á đi may không ra luôn á chị em mình ơi. Nói thiệt là đi may cũng không ra luôn á. Rồi tiếp nha. Còn một con này nè, 49k size XL nè. Xanh toàn không? Xanh hết rồi. Xanh hết rồi. Con toàn bộ là size L, 57kg là chị em mình chốt được. Rồi lên những này, 49k. Khách nhà Nguyên hồi chiều xuống lấy đồ cái con quần 49k. Đang còn cái XL còn không? Không, còn XL, còn size L. 49k, nghĩ là
mấy con giống quần dạ, chợ ngồi người ta bán mấy trăm nghìn chứ không phải là hàng 49 gì đâu. Cứ nhận hàng những con 49 về đi, mấy gì nhắc là mấy con quần dạ. Trời ơi, rồi lên chung mã này, Hồng cho chị Bích Nga Hồ, XL em hết rồi, XL em hết rồi chị Yến Trần ơi, cho chị Bích Nga Hồ nè, Bích Nga Hồ, chỉ còn mỗi CL thôi, cộng này như cộng quần ngố rồi, quần ngố 49k luôn, đây, chị nào lúc nãy mua thông thái rồi. 49 vậy? Ừ, con nó 49.000 lúc nãy. Ô, ô mì hà. Ôi chân váy. Quần váy, quần váy. Ai không chốt con phát lương xây mờ rồi. 52 quay đầu 49.000. Ai không lấy thì là nguyên chốt nha. Ô mì hà xây mờ 49.000. Chị nào lấy quần váy lên quần váy một con 49.000 một con quần váy. Bao rẻ luôn. Chị nào lấy quần váy lên quần váy luôn. Dùng nguyên một con quần váy. Xám xanh đen là xám, đen chị ơi. Đen nhá, đen không có xanh đen chị ơi. Đen đi. Xanh băng hình. Lấy đen nha. Nói to lên nữa hà. To do điện thoại. Em nói to lắm rồi đấy. Quần váy cho chị Kim Văn. Áo quen không phải à, cho chị Yến Trần trước. Ok chị Thanh Tâm Huỳnh có rồi. Cho chị Yến Trần trước. Trăng váy hết. Trăng váy không phải CL đâu. CM đấy. Cái này à, Nguyên đang còn lẻ bán tặng hết luôn cho em. Mình cho nó gọn đấy. Chà ơi quần bo sai gì đây, quần bo dài size 52 quay đầu. À? Ờ, quần váy đấy. Chín à? Trời ơi. Con này là chắc của nó là đuổi nhăn nha chị em mình ơi, đuổi nhăn nhá. Túi hồ một bên bo dưới 45.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã bo size 52 quay đầu nhá. Bo 52 quay đầu 40. Bán mà cái gì cũng để hết. Thế chị em mình nghĩ đi. Tự nhiên lúc hôm bữa đi ra mua cái con quần, đi mua con quần váy mà caro caro giống lúc trường mang ấy. Mà chắc không được đẹp bằng đâu. Một lớp mà 155.000. Giờ mình bán 49.000 ngại gì không chừa lại. Thế chị nào không chốt là nguyên chừa hết. Từ từ áo như mặt còn kiểu khác. Lên mã 45.000. Chị nào lấy mã 45 lên mã 45. Quần đó là chắc đuổi xước size 52 quay đầu. Kệ chứ. Chị em mình cũng mua. Thay vì Nguyên không có thời gian đi mua thì chị em mình không chốt thì Nguyên ưng là Nguyên chốt. Rồi lên luôn như thế này 55k luôn size 55 quay đầu. Cái nào chưa chừa con rồi. Hồi trưa chốt chừa quá ông tình. Ông cái thơm đi ngủ ý. Không được cái nào hết. Trời ơi. Size L nha. U mì đai đỏ luôn. Dùng nguyên thường lẫn chạy luôn cho em mình con này 79.000. Size 55kg đổ về size L. Chị nào lấy cái nào đưa chung mã chân váy xếp ly 55.000. 55.000 rẻ quá. Cái này còn lẻ tẻ thôi. Lẻ tẻ lên gọn hết. Rồi con này ô mì đai đỏ size 52 quay đầu. Chốt mã đen 49. Đen 49 size 52 quay đầu. Chị nào lấy đùi đen lên đùi đen luôn dùng nguyên 52 quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Xếp ly rồi ok rồi nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Chị em mình lên mã đùi đen size 52. Đùi đen size 52 còn một con. Giá 49.000 con. Nói chung là cái này nó còn lẻ tẻ. Đây còn một con xe với xếp ly size 50 quay đầu. Size S 50-52 chốt được nha. Tại vì cái này là mì đỏ nó giãn nè. Mì đây đỏ nó giãn, riêng mì đây đỏ thì sướng rồi, trong toàn bộ có quần hết nhé. Rồi lên chung mã xếp ly S55 luôn. Xếp ly S55, chị nào lấy xếp ly S55 lên, xếp ly S55 luôn dùng nguyên này. Còn một xếp ly CS, một con quần đây đỏ C52 quay đầu. Quần đen đây đỏ 52 quay đầu. Chị nào lấy chốt áo mặc còn không em, hình như là màu này em hết rồi. Đồ của em giờ chị bận cũng không hết luôn à. Thôi để dành tới Tết mang. Tới Tết đỡ đi sắm đồ. Rồi chị nào lấy chốt nha. Đây này còn màu đỏ nhưng mà con quần này đẹp. Ôi, cái này còn một ghi này. Còn bộ này lên mắt luôn cho chị em lên. Còn bộ sạp này xe nhỏ này chị em. Còn bộ này xe nhỏ này. Bộ này size chị em 52 quay đầu. Bộ lửng nhá. Đây luôn những mã lửng 52 quay đầu. Tặng luôn chị em, bán tặng luôn chị em mình là 65.000 luôn. Chị nào lấy bộ lửng lên bộ lửng. Chị nào lấy bộ lửng lên bộ lửng lên Nguyên nhá. Bộ lửng 65k, bộ lửng size 52 quay đầu là chị em chốt ok. 52 quay đầu. Váy xếp ly chị Yến Hoàng có rồi nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Lửng cho hồng phụng 65. Size nhỏ. Size 48 quay đầu, chốt mã 20 luôn. Chốt mã 20 nhá. Comment lên mã 20 giúp Nguyên. Ai lấy cái mã này lên mã 20. Cái này chắc của nó là chất cốt tôm tàu nhưng mà form nhỏ. Form 48-50 thôi. Chị nào lấy mã nhỏ lên mã nhỏ. Đây nè, cái mã quần sọc này đẹp nè chị em này. Còn một con, màu đỏ đô này còn một con.
size 57 đổ về. 57 cứ đổ về. Thích cái form này này chị em mình. Đây 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 lên chị em mình. Còn size S này. Đây, mang thử cho chị em mình, cái này là đang mix có con áo màu trắng không ta? Mix lại cho chị em mình xét cho chị em mình xem nè. Cho bà xã cái con áo màu trắng mua cũng được. Màu trắng chữ đi, trắng chữ hồi nãy giờ nãy mang đi. Rồi, đây luôn chị em mình xét nè. Không. Trắng chữ này. Rồi, mang thử cho chị em mình xét cho chị em mình thấy. Con áo bà xã mang có gì tốt rồi ba. Rồi nha, lên tiếp luôn cho chị em mình mã quần này nè. Thay đồ đang thái. Chị không thấy nguyên đói rồi. Áo vàng sao còn màu nu nghe, màu trắng. Trắng đây, trắng đang mang nè. Phong quần lại đẹp chưa? Rồi lên nha. Mở luôn hẳn cái này ra đi. Con này là quần u mì nhé. Áo 49 và quần 49 luôn dùng nguyên. Áo 49 và quần 49. Đây, dạ mình nhìn có phong quần đi. Lên phong quần này bao đẹp luôn nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. 49 quần, 49 áo, 49 quần còn đầy đủ size. Đầy đủ size nhá. Size L nè, size S nè, size M nè. Size gì đây? Thiếu size L. Còn 57-58 đổ về. Còn size 57-58 đổ về. Chị nào lấy cái này lên cho mã quần 49 kèm size. Còn size 57-58 áo đó lên form đẹp, chắc quần đó là lên chắc bao phê, chị cũng mấy con rồi. Sao không thấy nữa? Áo vàng phía sau có màu khác con. Có màu trắng này chị ơi, em đang mang màu trắng. À, quần reo size M nào không nguyên. Cái reo size M nào không nguyên quần ấy. Không, hết rồi, hết reo. Áo ăn mặc cho chị Mai Thủy 49.000. 49.000. Chị em mình ưng á, chị em mình kéo bẹt vai xuống thì cũng đẹp. Nhiều người người ta mang lẹt như thế này. Mang lẹt cũng được, mang bẹt vai thì cũng được, còn mang bình thường như nguyên thì cũng ok. Có nhiều kiểu mặc, chị em mình thích mang cái gì mang nhá. Rồi lên chung mã quần 49.000 quần mới còn được xay, còn xay toàn bộ 57kg quay đầu. Ai lấy quần lên quần luôn dùng 49k, xay 57kg quay đầu. Rồi còn một con quần đỏ đô nè. Đỏ đô 49, áo đang mang còn cả màu nu, màu vàng, màu xanh ngọc. Quần đó đẹp mà chị mấy con nè. Hết rồi, hết sạch xinh xanh rồi. Còn lát nhát mấy con. Rồi màu đỏ đô có đúng một con nè. Size L 57-58 đổ về nhá. Cái này lên form đẹp. Lên form đẹp. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã đỏ đô size L. Còn từng này con size màu xanh coban nữa là hết nè. Xanh coban nha. Chị nào lấy xanh coban lên xanh coban luôn dùng nguyên. Áo 49, quần 49. Chạy luôn cho chị em mình là quần u mì mà bán giá 49k thì nó bèo quá. Tương tác lên đi chị em mình ơi. Đi đâu hết rồi, giờ đi ngủ đúng không? Từ từ, quần có khóa kéo hai lưng thu. Khóa kéo phía sau chợ. Khóa kéo phía sau nhưng mà quần này nó co giãn nhiều lắm. Khóa kéo đây này, đứng lại cho chị em mình nhìn xôm này. Con quần này đẹp lắm. Nguyên đang mang size S và giãn nhiều. Đây đứng xa chị em mình nhìn cái phôn quần này. Đây phía sau của nó như thế này chị em mình. Không hề lưng thun nhá, nhưng mà nó giãn người này, u mì giãn. Xanh L là bao nhiêu? Xanh L đây. Xanh L đây. Xanh L. Xanh M, xanh S 49.000. 49.000. Kéo lưng thun, kéo phía sau nhá. Rồi đỏ 49 chị Kim Anh là lên cho em cái size. Lên cho em cái size đi. Lên cái size chứ không có size em chịu luôn. Cái này giảm nhiều đấy. Rồi chị nào lấy xanh? À, Ly Phan CM. Còn CS, size 52 quay đầu. Còn S 52 quay đầu. Còn một xanh S, chị nào lấy xanh S, lên xanh S luôn dùng 49k xanh S. Xanh S 49, một con thôi. Đẹp, chị em mình mix với mấy con áo trắng này đẹp mà. Lên set như thế này rồi 49, 49 set, nguyên một set này chưa tới 100.000.
được không? Cái nào chứ? Cái nào chứ? 53. Xin cô ban mời cho Thu Thị. Còn CS thôi. Còn CS. CS 52 quay đầu. Nguyên đang mang CS nè, bụng còn rộng nè. Em của Nguyên là E70 nè. E70 bụng còn rộng. Thì nào lấy cái này, nói chung cái này quần giãn mà. Xin cô ban CS còn một con. Giá 49k lên luôn cho dễ mình luôn. À, màu đen, em không có màu đen đâu chị Hương Ngọc Đoàn. Cái này em không có màu đen đâu, em hết màu đen rồi. Hết sạch xanh xanh màu đen rồi. Rồi tiếp nè. Mày lễ tẻ bán tặng luôn cho chị em mình luôn cho nó gọn xanh. Như chị đã đặt xong rồi hỏi như muốn chịu thôi. Thôi lên like thôi chứ còn đặt xong rồi nhận được hàng rồi hỏi là chịu luôn. Trời ơi, ở đây còn con nguyên liền. Mai cỏ, mai cỏ hồi nãy có một cái đùi đỏ L rồi mà ta. Thì có thôi chị ơi. Trời ơi, 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 ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Sai phải đến 65kg. Mai cỏ nó đùi đỏ L. Đi đi. Đỏ L hồi nãy của chị là 4 nút. Mã này mã khác, phone khác mà. Hai phone khác nhau mà. Mấy giờ rồi mà view ít thế? Thật sự cuối tuần muốn lên nhiều cũng lên được. 10h30. Tiêu làm sen quá. Đẹp chưa? Lên con này bán tặng luôn cho dễ mình luôn 45.000. Nguyên phượng sai chi chứ. Không lên sai nguyên chịu luôn. Cái này chắc có tông miệng đẹp lắm chị em mà nói. Con này bán tặng luôn trẻ mình 45.000. Đúng một con lên luôn dùng mãi dài 65kg vặn mà ok. Trời ơi. Lên sai đi Lê Phượng. Không lên sai chịu, bỏ qua nha. Áo có mũ này chị Kim Phùng Nguyễn, con này đẹp lắm. Hồi nãy nói mấy 45.000 nè. 45.000 chị đi. Xác được con này. Nguyên tìm cho chị 4 bộ ngố 60kg có không em à? Ngố có 60 chị lấy cái mã hương. Phụng Kim Nguyễn à? Phụng Kim Nguyễn 45. Ok Phụng Kim Nguyễn. Dài em hết rồi chị ơi. Được con. Mã sọc đây hôm bữa Diễm Nguyễn hỏi rồi. Nguyên nói thật sự thấy lên nhà Nguyên thấy chưa? Chắc chồng nó mà chốt xong rồi hỏi lại Nguyên không biết đâu Nguyên tìm ấy. Trời ơi chắc nè. Chắc nè. Hôm bữa bán tặng mấy tiền ta? Hôm bữa bán tặng mấy tiền, Diễm Nguyễn mua rồi mấy tiền ấy. Vì hồi cái nào bán tặng Nguyên không nhớ được giá luôn. Lên mã này là mã sọc luôn dùng Nguyên. Xây 60kg đổ về nhá. 60kg đổ về. Giờ lẽ tẻ ít view Nguyên sợ lên bán tặng cho chị em mình hàng lẻ luôn. Lên mã sọc 29. 29 không? 29 này là 29.000. Rồi lên luôn dùng mã sọc 29 đi. Còn được 2 con. Cái này dạng giống tung lạnh ấy. Chờ mua hàng 2. Thì la sao mà không xếp kịp tiện cho lên đóng với Lan Chữ. 29k. Bộ kiểu để sóc. Mỗi kiểu một khác. Mỗi kiểu một khác à. Quần đang mặc CL em hết rồi. Đúng rồi cho 29. Sọc cho chị Hùng Phụng. Sọc cho ngát phụ. Thấy đỡ đô rồi. Ai đỡ đô CL đây. Sọc ngát vũ với Hùng Phụng. Hùng Phụng kêu 4 bộ. Mai nhắn cho em nè. Sọc em hết nhé. Rẻ sóc. Bao nhiêu? 29.000 luôn. Còn cái chung còn lẻ tẻ. Cục. Hoặc lẻ cục chung nóng nè. Này lên luôn những mã nhỏ. 20k luôn, xe 50 quay đầu. 50 quay đầu lên mã nhỏ. Chốt mã nhỏ 20 nhé. Chị nào lấy nhỏ 20 lên nhỏ 20 luôn dùng đi. Một con nhỏ 20. Đó đô 49. Lên mã nhỏ 20 còn được 2 con nhỏ 20. Ai lấy nhỏ 20 lên nhỏ 20 luôn dùng luôn nhé. Sạp hết rồi nha. Con này về con. Này lẻ tẻ, con này là dạng thun lạnh. Giờ cái này về bán tặng cho chị em mình về để dành thôi. Lẻ tẻ nè, lên luôn chung mã dài tay đi. Sạp hết rồi. 20k luôn. 20k cái này dạng thun lạnh. Giảng nha chị em mình 55kg quay đầu là chị em chút đẹp. Lên mãi dài tay. Lên mãi dài tay nha. Ai lấy mãi dài tay lên mãi dài tay luôn dùm em. Dài tay. Lên mãi dài tay 20k. Chị nào lấy dài tay 20k lên dài tay 20k luôn dùm em. Dài tay 20k. Sọc hết rồi. Cái nào cũng chốt không được. Thôi lên quần công sở đi Nguyên thử chị chốt được không nha. Giờ á, dài tay cho Lê Hòa. Giờ mà lôi ra nữa nó 20k. À, chưa mai chốt. Chưa mai chốt đi. Hẳn chưa mai chốt luôn. Cái này dặn thun lạnh, cái này bị dơ xíu. Bán tặng luôn chị em mình 25k luôn. Đây nè, cái này chị em mình về giặt được.
trong cái tấm vải đó ngắm rau thôi. Thun lạnh nha, đẹp chưa? 25k. Này, nhìn kỹ sẽ thấy. Bây giờ em mình giặt là ra. Lên chung mã sọc 25. Chút mã sọc 25 còn cả. Ai lấy sọc 25 lên sọc 25 luôn thì đi. Cái mã nãy là sọc 25 nhé. Sọc 25. Con này như thun thái bỏ chung vô đây. Không phải. Tưởng thun thái bỏ chung vô. Tưởng vô bỏ chung vô luôn. Cái này dạng crop top. Lên chung mã chó. Crop top xe này 57 quay đầu. Chút mã 35k nó đi. 35k chó. Đồ bộ ngố à. Hết sạp rồi nha, 25 cho hồng trụng rồi. Đồ bộ ngố, nguyên còn đồ ngố 89.000. Lên cho mã chó 35, sọc hết nha. Chó 35, chị nào lấy chó con này dặn phôm bự cà rốt top này nè. Lên nó luôn cho chị em mình, hàng này toàn bộ hàng bán 49k. Sọc rồi rồi rớt rớt lại cái, mình bán tặng hết cho chị em mình giá đó thôi. Rồi lên cho mã V, chút mã V luôn dùng nguyên nha. Comment mã V, xài chị em mình 50 quay đầu. Hàng uni mình phải con này sướng nè. 50 quay đầu nhá. Rồi lên chung mã V 25k luôn. Ai lấy V lên V hàng Uni xám, V xám 25. V xám 25, một con V xám 25. Chị nào lấy V xám 25 lên V xám 25 dùng đi nhé. V xám 25. Sập hết rồi, sập hết rồi. Còn con sập này. Sập màu nâu. Sập nâu. V xám 25. Thun lạnh hết. V xám 25 cho chị Phan Thương. Phan Thương 29 sọc nâu. Ai nhanh tay có. Đẹp. Ai Diễn Nguyễn Phát này hôm bữa có màu đen thì có còn sóc màu này. Rồi lên chung mã sọc 29. Sọc nâu 29, V8 chị Phan Thương có rồi. Sọc đen 29, chị nào lấy sọc đen lấy sọc đen. Hôm nay dài tay. Dài tay. Dài tay 20 luôn. Sọc nó màu đen ba, màu xám xám chứ. Nó nhìn lại thử. Nâu. Nâu xám gì đấy. Tại đi. Sọc nâu kìa. Sọc nâu cho chị Phạm Đông kìa. Phạm Đông này. Rồi lên chung mã 20 xanh dài tay, xe 50 quay đầu. Toàn bộ thun đẹp hết, giờ rất rất lại cái. Nói chung là hai cái đóng hàng lẻ hơi bị bự rồi. Vơi bữa cái là lên bự liền. Xanh 20 luôn. Xanh 20. Dài tay 20. Báo mới chốt dài tay không thấy em à. Không, chắc là bị ẩn á chị ơi. Không hề thấy nhá, bị ẩn comment á. Cho chị Mai Thị. Nhưng mà không, chị Mai Thị để con đó là xay nhỏ đấy. Chứ không là cái chị cái chốt xong rồi tới lấy chị trừ lại là em không chốt nữa đâu ấy. Không vừa đâu, như chị là không vừa đâu. Rồi lên chung mã phối. Nâu hết rồi. Nâu hết rồi. Nâu hết rồi nha. Rồi lên chung mã phối. Xanh chị vừa không? Phôm nhỏ đấy. Chứ không cứ tới khi là chị ưng lấy cái nào lấy. Còn chị bỏ lại lại hôm chốt. Hồi nãy là thấy của chị về. Hôm qua về xong rồi còn ba thứ của chị để lại. Rồi lên phối 29.000 xoay 55 quay đầu. Phối nha, chị nào lấy phối 29.000 xoay 55 quay đầu. Chị nào lấy phối lên phối. Bỏ bì đi cho nó gọn ba. Có quần à. Có quần ring giả váy à. Chắc có nhưng mà giờ nó lộn xộn em không biết ở đâu đâu. Giờ nó lộn xộn lắm, hàng lẻ nó lộn xộn tàn len à. Size 55 quay đầu, hàng HM đẹp. Áo trắng đang mang có size 55kg. Có chị ơi, hoa hồng xanh. Cái này 60kg trẻ mình vẫn mau ok. Cái này bo rip mà, coi giảm nhiều mà. Rồi lên luôn những này. Chốt mã 25 trắng. Hàng này hàng chung có tông đẹp với chị em mình nhé. Phối kìa ba, phối cho chị Lê Nhung Lê Thị. Nhung Lê Thị phối 29.000. Rồi lên chung mã trơn 25. Comment lên trơn 25 dùng nguyên nhé. Cái này đẹp, hàng đẹp. Nhiều khi là nguyên lên luôn chị em mình hàng hai mấy nghìn. Chị em mình tưởng hàng thô. Chắc là vì hai mấy nghìn chắc mang không được đâu. Khách nhà Nguyên nhận về. Mấy con này toàn bộ là khen đẹp, rẻ và đẹp. Tại vì Nguyên còn lẻ ra thứ cái không bán tặng thôi. Chứ bình thường là anh chị đi nhập ra giá này. Gọn kho. Trắng nè. Trắng cho chị Lệ Nguyên chia sẻ này. Ưu tiên cho chị nào chia sẻ nhé. Một mã mà chị nào ưu tiên cho những chị nào chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Rồi 35 trắng. Đây nè, trắng cho Lệ Nguyên. Cái này chị em mình lấy 65kg. Có túi nè, chữ nè. Cái này hôm bữa có màu xanh màu đồ đấy. Rồi lên luôn dùng mã 35. Chúc mã 35 lên luôn dùng nguyên chị. Còn 25 Lệ Nguyên đúng không? Lệ Nguyên. Rồi lên chung mã trắng túi 35. Trắng túi 35, chị nào lấy trắng túi 35 lên trắng túi 35.
Cái này của nam size 55 quay đầu, chốt mã 29. Hàng này hàng nai này. Quay mã 29. Còn 35 chị ơi. Hàng nhà em bán rẻ đẹp mà số chị. Mã X có à? Size bự hả? Trắng trơn hết rồi. 35 cho chị Hương Ngọc Đoan. Cái này 55 quay đầu. 55 quay đầu thôi. Cái này áo nam nó theo, áo sắc nếp nam 29.000. Hàng nào không có tông nha chị em mình, hàng nay này. Nha, Quang Lan luôn chị em mình mã này với giá là 29.000. Size 55 quay đầu thôi, size M nha. Cái này còn lại rẻ thôi. Size 55 quay đầu. Còn cái này tặng size nhỏ. Cái này thì là chị em mình có thể mua về cho bé 42 kg độ về. Nguyên thực sự là Nguyên mang ôm body được, Nguyên mang con này được. Và phone của nó là phone crop top xíu nha. Lên mã này là mã tặng 15 luôn. Chúc lên mã tặng 15. Thì là lâu lâu nó bị Arabo lại thử. Arabo lại thử. Mã 15K. 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 Cái này 42 độ về. Thực sự là cái này là hàng có tông tàu và Nguyên 50kg Nguyên vẫn mang được. Cái này là mang ôm body được. Mang dạng crop top như thế này nè. Chị nào mua mấy cái quần lưng cao này mít lên cũng đẹp nha. Lên mã 15K luôn dù Nguyên có tông tàu. Nhưng mà nếu mà chị em mình mua về cho bé thì tầm khoảng nó còn tầm khoảng 42kg độ về thôi là chút nha. Đây này. Rồi lên chung mã nhỏ hoặc là mã 15K kèm màu. 15K kèm màu. 15K nhé. 15K trắng, 15K xám và 15K xanh. Ai lấy mã 15 lên mã 15 luôn dùng Nguyên nhá. Chị em mình chấm tương tác lên luôn đi chị em mình ơi, thử có bị ẩn comment không nè. Lên luôn chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên thử có bị ẩn comment không chị em mình nhá. Chúc lên mã 15K kèm màu luôn dùng Nguyên còn được 3 màu. Giá 15K con. 15 nè, 15 trắng cho chị Thu Hiền đứng nè. Thu Hiền đứng nè. Thu Hiền đứng nè. Rồi lên luôn dùng nam 29 cho chị Thu Thủy kìa. Nam 29 cho chị Thu Thủy. Nam 29 cho chị Thu Thủy. Đây là nam à. Ừ, 29 cho Thu Thủy. Rồi còn hai con, một trắng một xám giá 29. À quên, 15.000 con. Chị nào chưa có chốt. Cái mã quần này là gì? Mì đây đỏ, size nhỏ. Size này 48 đổ về. Chốt mã đùi M, 48 đổ về. 49K mì đây đỏ nha. 48 đổ về. Rồi nè, tiếp lên luôn những này. Size 50 đổ về còn hai con ML, 49K mì đây đỏ. Riêng những cái con dòng mì đỏ này là trẻ mình mang sướng đời. Sướng đời luôn. À, 15 xanh cho Ly Pha. 15 xanh Ly Pha còn 15 xám. Ôi 15K mà chị em phải lăn xăng. Hàng có tông tàu nha, không phải hàng thô đâu. Nguyên còn xay nhỏ nhỏ bán tặng cho chị em mình đấy. Cái này em còn hai con. Hoặc là chị nào mà có bé con nhỏ nhỏ là chị em mình mua về cho nó mang cũng được. Với giá 49.000 thì chị em mình không mua ra một con mì đây đỏ. Mì đây đỏ nhé, đẹp hơn cả ô mì hàng, dài đanh hơn nha. Lên luôn những này, mì hàng thì bình thường là đã đẹp rồi. Mì đây đỏ còn hai con ML 50 quay đầu thôi. Hôm này nó nhỏ vì là cái này chắc nó dài hơn. Chắc nó dài hơn mì hàng nên là nó giãn không được nhiều bằng nha. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng chanh váy 55K. Size 55 quay đầu. Hả, vô không được à? Vô được, coi được. 15 xám cho chị Kim Loan. Chị ơi, chị đừng nói size S. Con đó là size M nhưng mà form nhỏ rồi. Em nói size M là 48 đổ về 48. Ở CL cho Phan Thương này, lấy CL cho Phan Thương 49K này. Chị cứ lấy nghe em đi, lấy CM, form đó nó không có to đâu. Cái này nó không giãn nhiều như là mỹ hàng đâu. CM, lấy CM cho chị Lai Trương. CM Lai Trương, ok. Ô mì CL hết rồi chị Trang Lê ơi. Trang Lê hết rồi. Ôi chào ơi. Trang váy xếp ly. Size 55 quay đầu. Ô mì đai đỏ và toàn bộ trong có quần nhá, 55K nhá. 55K chốt mã chân váy xếp ly. 55K chân váy xếp ly. Thì nào lấy chân váy xếp ly, lên chân váy xếp ly luôn dùng Nguyên. 55K con mau vẽ. Ba mấy tí à không chị? 49 Nguyên hết rồi. Chị nào lấy chân váy xếp ly, lên xếp ly luôn dùng Nguyên. Đây cũng còn một con xếp ly. Chắc đã lắm chị em mình ạ. 55 quay đầu luôn. Hai con 55 quay đầu.
Hàng này thường là mì đây đỏ là lên cho trẻ mình là 79. Giờ nó còn lẻ tẻ. Lên luôn cho trẻ mình giá 55. Chị nào lấy chân máy xếp ly chốt nhanh thôi luôn dùm em. 55 quay đào toàn ở trong có quần nhé. Còn mì là mì đây đỏ. Hai con chân váy xếp ly. Giá này bán tặng trên live nhé. Còn bình thường trẻ mình nhắn tin qua bạn máy trẻ mình giá 79.000. Lưu ý luôn dùm em. Còn một con chân váy dạ. Lên luôn dùm mã chân váy dạ. Chân váy cho Hường Hường. Xếp ly à? Chị ơi, chị báo mới em không thấy cái. Không sai à? Ừ, cho chị Kim lo. Kim lo một cái. Chị ơi, chị báo mới em không hề thấy comment của chị luôn ấy. Chắc là bị ẩn comment. Lao lao chị hỏi là thấy em không thì chị mới thấy. Rồi lên luôn như này, trong cái dạ. Sao này xe nhỏ, xe trẻ mình 50 quay đầu thôi, trẻ. Rồi lên xe mã chân váy dạ. Đây nè, hàng này em nói thật sự trẻ mình đi mua phải là tiền trăm ấy. Còn một con chân váy dạ xe S. Xe trẻ mình 50 quay đầu, chút mã dạ 55 luôn. Lên mã dạ 55, chị nào lấy dạ 55, lên dạ 55 xe S. Dạ 55 nhé, ai lấy dạ 55 là chân váy dạ. Trời ơi. 55k. Chân váy dạ 55, con này 65 cái trẻ vẫn mang được. Rồi lên cho mã xanh trơn 29k. Bán áo cốt sale đi à. Giờ có 60 view bỏ cốt sale. Chứ mai đi Du ơi. Gì đấy Lưu Luyến ơi. Cái rì đấy. 29k sao con này miệng lắm này. Xe 65 đổ về, chắc này bao sướng luôn. Ngang nguyên con này đi. Nè, dạng sẻ nhẹ như này. Tà trước, tà sau, con này lên bao xịn nha, mà giá 29.000. Chị nào lấy xanh 29 lên xanh 29 luôn dùng một con. Ok chị rồi, chị ơi, cho chị Phạm Ngọc Hiếu áo xanh. Phạm Ngọc Hiếu áo xanh. Rồi lên chung mã vàng. Vàng 25 luôn. Vàng 25. Vàng 25. Vàng 25 xe 60 đổ về. Hàng F21. Chốt mã vàng 25, còn một con vàng 25. Ai chưa có vàng 25 lên vàng 25 luôn được nguyên. Vàng 25 cây 60 đổ về nha. Vàng 25k. Ôi trời ơi, còn mảnh miếng này nữa hả? Trời ơi, còn mảnh sổ này nữa đây. Rồi chưa? Sao thay miếng nước rồi đi sao? Hết miếng đây rồi. Vàng kia ba kìa. Còn e, bôi có đạt được đâu. Vàng cái gì Thái Hòa? Yeah. Vàng Thái Hòa 25.000. Rồi lấy tặng cái mã này đi chị em hả? Một mã quần sung. Quần sung chắc đuổi xước. Một hay là cái gì cũng được hết, ngọt là chung nhỉ. Có uống là được rồi. Cho cái chi uống cái nấy. Chàng ơi. Quên. Cái này chắc của nó toàn bộ là đuổi xước nè. Một mã quần sung nha. Nè. Trời ơi. Rồi lên luôn những mã tặng sung dùng nguyên nhá. SMLXL đây chị em mình nhìn. Chắc nè. Chắc nè. Cái này lên chương mã tặng sung. Tặng sung kem dùng nguyên nhá. Hàng này bèo chị em mình. Đây mua là người ta bán cho em mình tầm giá 79.000 con. 79.000. Và cái này nhớ luôn dù chắc đuổi xước không phải là đuổi lụa nên là nó dài. Nó dài nhá. Đằng sau phía sau luôn thun hết. Lên luôn dù này tặng 45k luôn. Chị em mình cứ thử những cái con quần sung này đi. Người ta cho dạy mình bán cho dạy mình rơi vào tầm giá bao nhiêu đây chị em mình chắc. Chắc của nó là đuổi xước nha. Có size cho trẻ mình lấy 60kg. Không chị ơi. Mình xuống size 10. Áo con đang mang là áo vàng hết rồi. Áo con đang mang 49.000. Quần dài gì nữa chị ơi? Cái nào mà coi không được thì trưa mai coi tiếp. Chứ còn view như thế này lên sao bán nổi được cái giá bán tặng. Bộ mẹ 60 em không? Quần sung nè. Quần sung xe S cho Hiền Tây An. S Hiền Tây An. CM. Thôi ghi lại nhé. Ghi lại nhé. Giờ nó lộn xộn sai số rồi. Trời ơi, 45.000 thì ở đâu chị em mình mua được? Muốn nói thiệt luôn. 45.000 thì ở đâu mua được con này? Ghi lại đi bác, mai bác sau. Mai bác sau, chị
chị nào lấy cái mã này lên chung mã sung kem, sung kem kèm size. Lên mã sung kem kèm size nhé. Giờ lấy CS cho TM cho chị Thu Hiền đứng, CS cho chị Hiền TA. Kể em ba. S cho Hiền TA. M cho Thu Hiền, cứ cái mã sung đi rồi mai bóc. Rồi mai bóc. Rồi chưa? Có chị ơi, phông bự mà. Áo nguyên mang có chị ơi, cho chị Phan Văn CL. Được, không không phải hết lời nhưng mà 62 cái bạn mang ok. Sung kem size S cho Lê Hòa. Size M cho Thái Hòa. Cái này ba bút cái này. Thế lên bán tặng cho chị em mình một mã này rồi ngưng cuối like thì. Ngưng cuối like nhé. Nhưng mà giờ chị em mình trúng cái giày thì lại chốt cái đại. Rồi chia sẻ đi, mang lên luôn cho chị em mình mặc túi lai. Kem gì kem nữa hả? Một kem đấy. Có một màu kem đúng không? Có sao? Còn con XL thôi, cho chị nào? Chị nào to thì chị đến giờ chị ấy cứ nhắc 60kg đổ về. Chị nào to thì có size nhé. Thủy Lệ lên nha, size nha. Chị em mình đang nhớ lên luôn Dường Yên nè. Chị Thủy Lệ không lên size chịu. Chị ơi 60-62 vẫn mang để được chị Trang Lê ơi. Không có sao 2XL đâu, cứ lên số ký luôn Dường Yên là được. Cứ lên số ký luôn Dường Yên đi. Chị nào cứ lên số ký lên luôn Dường Yên là chốt được. Có thì bên nhà Nguyên chốt, còn không có thì thôi. Xoay to mà chị em mình thấy Nguyên cầm cái xé không? Ừ. Mang sướng cái này người ta cũng mang hơi thụng thụng xíu, hơi rộng xíu mới đẹp. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng. Giờ ấy cái này Nguyên chỉ chốt cho những chị nào đang có logo người chia sẻ thôi. Còn chị nào không có logo người chia sẻ thì thôi nhá. Bỏ qua cái mã này nhá. Trời ơi, Kim Ánh em sắp đi ngủ rồi, giờ Kim Ánh mới vô chấm chấm nè. Đi đâu thì sớm giờ. Được chờ cho chị Thủy Lệ CL. Hồng Trần, chị yên tâm đi. Nhà em có người mẫu 62kg, mông to. Mai lên thử ok là em gửi cho chị. Nhà nhà em có mẫu hết. Rồi lên luôn những này. Cái này CL ta. À, chưa bao giờ có giá này luôn. Chị lên cho những chị nào chia sẻ. Đi coi phim mà sướng trời, sướng vậy. Rồi lấy mã tặng hai lớp, cái này bán sốc, bán sốc luôn. Cái này kho nhờ nhờ xe dùng hôm bữa à, hôm bữa là tặng 89.000 đúng không, 89.000. Còn đợt này kho ấy, chị bảo hôm bữa là tưởng là tấm hết rồi, chị bảo là chạy giùm chị với, chạy giùm chị với, tại vì là cái này chị tưởng mua là hàng bé, bỏ chung với hàng bé, giờ đâm ra còn 5.000 cái. Chạy dần, bán tặng, cái này bán tặng thôi nha, bán tặng cho chị em mình cái này. Size 60 đổ về, size XL, 2 lớp, 60 đổ về. Giá lên cho em mình giá sắp luôn nè. 60 đổ về nha. Và lưng vừa, chị nào lưng cao quá là đâm ra cái áo này nó ngắn. Chị nào mà cao người quá là đâm ra cái áo này nó ngắn. Chị em mình mà mét 62 đổ lên, 6 đổ lên là thấy cái áo này nó ngắn rồi. Hôm nay không quá dài đâu. Rồi lên luôn những này. Sai trẻ mình đi 60 nha trẻ mình ơi, còn gọi 2 lớp nha. Lên luôn chung mã tặng XL. Tặng XL 2 lớp, Nguyên bán tặng luôn trẻ mình rẻ hơn con một lớp luôn. Tặng hơn hẳn một con áo một lớp luôn và 2 lớp hàng công ty. Lên luôn dùng Nguyên nót cái mã này. Tặng 69.000 luôn. 69.000 nha, giờ chốt cho chị nào chia sẻ. Cái giá này em chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi. 69.000, không phải 89.000 nha. Được chưa? Hôm bữa nói thật sự là phải bù, chị này phải bù cho em. Tại vì hôm bữa Nguyên đi nhập hôm bữa không có giá 69.000 nè. Đảm bảo luôn, hôm bữa đợt đầu tiên ôm ấy, vì là còn bao nhiêu kho nó trọn hết, là giờ chị phải bù, bây giờ chạy giùm cho chị phải bù cho em cái hôm vừa rồi. Vì Nguyên lên luôn nhập luôn cho chị em mình là hôm bữa là Nguyên nhập về là cả giá này là
đắt hơn cái giá 69.000 con gái này. Nguyên lên là hôm bữa hình như là gần 80.000 rồi. Gần 80.000 rồi. Hôm nay bán tặng cái gì em là 69.000. Nha, hình như là chắc không có xe nhỏ đâu. Cho chị Kim Ánh. Kim Ánh. Đồng ý bù em mới bán, em mới chạy dùng không thôi. Cho chị Ngát Vũ. Cho chị Ngát Vũ giá 69.000 luôn. 69.000 chưa bao giờ có giá này hết. Chị Phước Đông luôn nè. Phước Đông nè, em lên màu gì chị ok thì em mình chốt nhé. À, Phước Đông đấy, Phước Đông. Phước Đông hay Phạm Đông? Phước Đông. Cho chị Nguyễn Quỳnh Như. Hả? Phước Đông sắc cũ. Trời ơi, 69.000 không tranh thủ sắc. Thôi luôn, hàng trẻ mình nhìn hàng thông hơi ở ngoài. Nguyễn Quỳnh Như à. Ừ, Nguyễn Quỳnh Như. Trẻ mình để ý đi. Hàng hàng thông hơi á, một lớp người ta. Đây là một đất nó là để lên. Lên luôn cho trẻ mình lên view cao cao bán tặng. Yến Hoàng. Đấy, cho chị Yến Hoàng. 69.000 chị chốt lên cho chị. Chia sẻ thôi, còn chị Thủy Lệ không chia sẻ bỏ qua nhé. Quân nói mà hàng thông hơi, hàng hai lớp mà bán cho trẻ mình giá này. Nha, cho chị Kim Ánh luôn ok nè. Kim Ánh thêm cái cho chị Lê Phượng một cassette L nhé. Kim Phượng một cái nè. Lê Phượng gần nhà nè. Cho chị Hiền TA nè. Cho chị Lục Trần nè, Lục Tăng nè. Lục Tăng nè. Rồi cho chị An Nhiên. An Nhiên hết màu này. Còn chị ơi, An Nhiên. Hôm bữa ấy là chị Kho. Đấy. Rồi. À, coi còn sai chưa, bỏ lên đi sao? Bỏ lên bán tặng luôn. Nguyên nói thật sự ấy, Kho hôm bữa nó lên luôn cho Nguyên gần 80.000 rồi. Đấy, mà thật sự không bán 89.000. Mấy chị bảo em bán cái gì mà hai lớp em bán có 89.000. Theo từng này bán tương tác thôi. Mà khi còn xe nhỏ, coi có cái chi xe nhỏ bỏ đi. Có xe L ấy. Xe L á. Ok, xe L. Nha, đây là chị em mình tranh thủ thôi. Còn một cái nó cho chị gì đấy. Cho chị Lục Tăng có chưa? An Nhiên có chưa? Lục Tăng à. An Nhiên có chưa? An Nhiên có rồi. Lục Tăng có Lục chưa? Chưa? Rồi ok hết. 60kg em hết nào đó rồi. Từ từ chờ em xíu nhé. Chia sẻ mạnh tay luôn. Chị nào chia sẻ chốt, còn chị nào không chia sẻ không chốt. Chị nào mua cái này rồi là biết. Hàng Nguyên chạy 89.000 mà hôm bữa là phải yêu cầu chị em mình phải chia sẻ. Tại vì sao? Bán như chạy cái áo mà nếu như mà cả tiền công lai, tiền vận chuyển về gói gọn trong 10.000 thì là chị em mình chia sẻ. Còn cái mã này hôm nay lên chị em mình có 69.000 thì ngại gì không chia sẻ. Mà nói thật sự nếu như mà Nguyên không ôm về, Nguyên bán tặng băng lai, bán những lai cho chị em mình thì người ta cũng ôm. Thật sự luôn. Mà người ta ôm được giá rẻ chứ chắc rồi người ta đã lên chị em mình giá này. Không, cái này CL thứ hai sai. Nếu như mà Nguyên không chạy ấy, người ta mời chỗ khác người ta vẫn chạy. Mà người ta ôm được rẻ người ta không chắc người ta bán rẻ mà giá này. Cái này CL 55 đổ về. Lên luôn những mã L 55kg đổ về nhá. Chị nào lấy L 55kg đổ về, lên L 55kg đổ về. Ráng chia sẻ cho Nguyên đi. Thật sự bán chạy đi chị em mình giá này mà chị em mình không chia sẻ tiếc lắm. Ngọc Thanh cũng không chia sẻ. Chị em mình nha. Chị em mình nhìn đi. Hàng một lớp, hàng thông hơi, hàng thường thôi. Cái hàng này là hàng hạt cường, hàng kim cương, hàng công ty nè. Thì ai bán cho chị em mình giá 69.000. Một lớp cũng có rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên xuống mã L. L. L 69 nha. Chị ơi, chị không chia sẻ không chốt nha. Chị cái chị Mai Dương không chia sẻ. 60kg thì còn màu này. Hai cái L. Ai? Ly Phan, hai cái L. Hai cái L. Hai cái L Ly Phan. Size 55kg quay đầu. Màu xanh nữa cho chị Kim Ánh nè. Về mà chắc 6 cho chị mình quay đầu. Về hàng công ty mà. 69.000. Cho chị Kim Ánh đem con. Chị Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn nè. Không định lên đâu. Chờ view cao lên đấy. Cho chị Nguyễn Quỳnh Như con này. Nguyễn Quỳnh Như con. Nguyễn Quỳnh Như con. Chị Ngọc Thanh không chia sẻ chị ơi. Cho chị Lê Phượng gần nhà này. Chị Ngọc Thanh không chia sẻ. Em bán giá 69k mà chị em mà nói tiếc một lượt chia sẻ. Chị ơi đừng đổ nha. Hai lớp chị ơi, hai lớp nha. Từ từ em coi thử. Ông xanh việt chạy xíu. Hai lớp chứ không phải một lớp đâu. Lời ơi chị Hồng Nhung. 69 cho chị Hồng Nhung. Chị ơi cái này nó không có mờ đâu. Thường cũng hai size thôi, không phải là khuyết size đâu. Mà là chỉ có hai size L 55kg quay đầu và XL cho chị em mình 60 quay đầu. Đây mang size L 50kg này. Hồng Nhung. Cho chị Hồng Nhung. Không có size mờ đâu chị ơi.
nha. Chị nào chưa có thì lên bán tặng cho chị nào chia sẻ cho chị Thu Thủy. Rồi còn hai, còn hai, còn hai nha. Trời ơi, định đợi cho view cao lên bán tặng đấy. Thôi lên xem như chị ngủ rồi không được cái mã này. Nhiều chị ngủ sớm là không được cái mã này với giá 69k. Chị em mình cứ nhẩm thử đi. Hàng người ta bán hàng thông hơi thường thôi, một lớp thôi, người ta cũng bán dòng cái giá 69.000. Mà lên luôn cho chị em mình hai lớp khoảng 69.000. Cho chị chị ơi, chị Thúy Dương chị không chia sẻ chịu 45kg được chứ không động lắm đâu. Thu Thủy có rồi đúng không? Trang Lê không chia sẻ. Thu Thủy mà. Thu Thủy có không? Có rồi đúng không? Cái Thu Thủy đi. Thu Thủy nè. Trang Lê không chia sẻ. Thôi chị Kim Loan. Cho chị Kim Loan. Kim Loan. Đây size XL em còn màu nè. Size XL size 60 quay đầu. Cái gì mà Nguyên ôm được rẻ phát là Nguyên bán cho chị em mình rẻ là chị em mình cứ yên tâm. Không, không thấy chị Nhung Lê Thị Thúy ơi, không thấy chị ơi. 60 đây. Chờ hết giờ cũng được rồi. XL đây. Nguyên mà Nguyên mằng được, Nguyên thương lượng được giá rẻ một xíu là online luôn chị em mình rẻ, nên là chị em mình cứ yên tâm. Mua hàng nhà Nguyên không bao giờ sợ bị hố giá hết. Lãi vừa phải. Chạy số lượng. Bán đắt quá, nhiều chỗ người ta bán đắt quá, chị em mình mua bên nhà Nguyên chạy chạy số lượng nhiều, bán rẻ hơn mà chạy số lượng nhiều cũng ra đó. Thôi chị em mình mua được vừa hàng rẻ, vừa được hàng rẻ vừa được hàng chắc. Cái này người ta ngu thiệt chứ. Đóng cái tách chụp cái khóa kéo này giờ kéo lên không được. Để bớt ra nhá, size XL dùng Nguyên. Hai túi hai bên là có khóa kéo. Thật sự là Nguyên chạy giá 89k đã thấy nó rẻ rồi. Hôm bữa là chạy chưa lại chưa tới 10.000 con ốc hết. Rồi lên XL luôn dùng Nguyên. Chị nào mà cao ấy, cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng lên đây. Chị nào mà mét 6 ấy, mét 62 rồi là lên con này thấy nó ngắn. Hôm này nó ngắn hơn áo gu nhé. Ngắn hơn áo gu và toàn bộ hai lớp. Lên mã XL dùng Nguyên nhé. Lên mã XL. XL. Phan Phan chia sẻ vô. L chờ qua mã khác nha chị Lưu Lý. Chị Phan Phan không chia sẻ. Màu hồng sẽ XL sai chị em đến 60. Nhớ luôn dùng Nguyên. Cho chị Lưu Lý. Hai lớp phải một lớp hàng công ty nha. Giá 69.000. Chị nào chưa có thì lên. Cái đợt trước hàng 89.000 đâu còn con nào đâu. Rồi ai chưa có XL hồng lấy XL hồng luôn dùng Nguyên. XL cho chị Minh Phương lên. Phải 60 đổ về. XL hồng. Ráng chia sẻ cho chị em mình ơi. Nguyên nói thật sự là giờ chị em mình đi mua con hai con đi. Phát luôn hai con. Về thay qua thôi là Minh Phương lên. Hai lớp rồi riêng trời nào mà chị em mình đi ra ngồi một lớp nó rất là sát da. Rất là sát da mà hàng này là hàng thông hơi chống tiêu vi hàng công ty. Hẳn hai lớp luôn. Vừa thoáng vừa mát nha. Vừa không sợ bị bắt nắng. Chị nào chưa có thì lên. Còn lên luôn những mã cổ bịch. Hàng mà bán giá này rồi mà bán giá phục vụ như thế này mà về trẻ mình còn đổi qua đổi tới đổi lui là cũng không chốt được nhé. Còn lên luôn những mã này, màu xanh đậu. Lên xanh đậu luôn dùng Nguyên, comment mã xanh đậu 69. Thật sự ôm được giá này á mà đâu có dám up lên. Trẻ mình nghĩ up lên mà giá 69k xíu nó hết. Mà nhiều chị em mình sẽ kiệt. Kêu là hôm bữa giá 89.000 nhưng mà làm sao được. Nguyên ôm được giá nào là Nguyên sale dạy mình giá đó. Cái này em nói thật sự là kêu bù ít. Em mới chạy đấy. Rồi xanh đậu luôn dùng 2 size L với XL. 55 quay đầu và 60 quay đầu. Mà thật sự dạy mình mua 89.000 Nguyên nghĩ đó là rất là rẻ rồi. Vì hai lớp mà. Hai lớp mà là hàng công ty mà. Chị ơi, chị Minh Phương Lê, chị không chia sẻ bỏ qua nha. Minh Phương Lê có đâu mà nó chia sẻ. À quên, Minh Phương Nguyên. Chị Thúy Lương chia sẻ không công khai, nó không bao giờ nó hiện được chia sẻ hết. Dương 55kg. Không. Là xanh đạo. Xanh đạo XL dưới sao? Không chia sẻ, Nguyên không chốt nha. Bán giá 69k mà chị em mình cứ. Mà sao chị em mình lại cứ tiếp một lượt chia sẻ là như thế nào? Rồi lên xanh đậu luôn dùng đi. Lên xa đi chị Lục Tân ơi.
phân đạo XL cho chị nhé. Cảm ơn Lê không chia sẻ nha, chia sẻ rồi comment lại giùm em. Nát vỗ XL. Nát vỗ XL chưa? Yến Hoàng L. Yến Hoàng L. Xanh đậu đó, xanh đậu đẹp. Yến Hoàng L. Yến Hoàng L. Phương Nguyễn L. Phương Nguyễn nhiều người nhé. L. Chị nhìn đi, người ta chia sẻ nó hiện logo người chia sẻ, do chị chia sẻ không công khai. Chị chỉnh lại cái chế độ đi. Chị chia sẻ nhiều khi là chị em mình chia sẻ vô hội nhóm là nó không hiện rồi. Chia sẻ về trang cá nhân, chỉnh lại cái chế độ công khai. Đừng ở chế độ một mình xem hoặc chế độ bạn phải xem là nó không hiện chia sẻ. Xong chưa ba? Phương Nguyễn chưa? Cho Lê Phượng gần nhà xếp L. Lưu Luyến xếp L. Lưu Luyến rồi. Kim Anh không chia sẻ. Rồi nha, qua mã chị nào chưa có thì lên. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ. Nguyễn Thu Hà, lúc nãy em có ý là nó xanh đậm Nguyễn Thu Hà. Ít là rồi nha. Trang Minh Lê 60kg là cái gì đó? Xét L mà đã chia sẻ đâu? Chia sẻ rồi. Chia sẻ rồi, ok. Rồi nha, chị nào lấy xanh đậu luôn dùng đi. Một con hàng khoác có 69.000. Nó rẻ hơn con, nó thật sự. Một con khoác cô tông người ta cũng không bán như vậy mà hàng 69k ấy. Chưa thấy khi nào mà nó rẻ như khi này. Đâu? Đây như thế này, như đây nè. Để chị em mình bảo nó điêu nè. Như chị Minh Phương Nguyên nè, trang cá nhân không hề có một lượt chia sẻ nào hết nha. Nó nếu như mà chị em mình chia sẻ rồi, nó đã hiện được chia sẻ rồi. Ok, Trang Minh Lê có rồi, Lê Thị Thanh Hoa, xin đợi XL. Thế chị Phước Đông, Phước Đông XL. Phước Đông XL. XL. Lục Tăng CL. Lục Tăng CL. Ơ, chị báo mới chị lên sai gì? Ok, Trang Minh Lê có rồi. Lục Tăng CM à? Lục Tăng CL, đâu có CM đâu. Chị Kim Ánh lấy size gì? Lấy size XL cho chị Ngân Trang. Cắt luôn, mỗi màu mỗi con đi. XL cho chị Ngân Trang. Chị Hồng Huỳnh ơi, lấy size cho em đi. Lấy chia sẻ lên luôn giùm em đi. Thấy không? Em đã lướt cái vai của chị trai. Trang cá nhân của chị Minh Phương Nguyên là Nguyên Biết. Mình xanh đậu sai chứ, xanh đậu sai chi. Sai giùm em nha. Đây giờ chị Thúy Lương mới hiện nè. Giờ mới hiện nè. Chị bấm công khai lên. Đây nè. Nhiều chị coi lại nhiều mà sao lại. Đây nè, chia sẻ rồi mà. Giờ có rồi nè, xanh đậu sai lờ có rồi kìa. Giờ chị Mai Dương có rồi. Chị Phan Văn ơi, lên sai cho em đi. Mai Dương sai chi? Mai Dương cũng có sai. Xin lờ cho chị Hồng Huỳnh. Lên sai cho em đi. Xin Ngọc đâu, xin đậu chị ơi. Xin đậu, xin đậu, không có xin Ngọc nha. Hai lớp nha. Nhiều khi dạy mình tưởng 69.000 đây cho em một lớp. Phản cái hồn chưa. Phát đi, để dành mà mang. Thật sự luôn. Không đi quàng, xin đậu. Ôm sát sạc sạc cái mũ nè. Nha, mà giá lên luôn cho dạy là 69.000. Ngại gì cũng chốt. Phát liền mỗi màu một con, thay qua thay về. Hiếm khi nào mà áo khoác mà nó rẻ như thế này. Mà hai lớp nữa nha. Không phải hàng một lớp nha. Chị ơi xanh đậu ấy, chứ không phải là xanh ngọc đâu. Chị Mai Dương với lại chị Phan Văn lên sai cho em đi. Không thấy sai. Chắc là bị ảnh comment đấy. Cho chị thông điệp vàng xây lờ. Rồi chưa? Ai chưa có thì lên nha. Xanh đậu xây lờ luôn cho chị Kim Ánh. Tạo lờ luôn cho chị Kim Anh. Vẫn còn vì quá rẻ hả? Hè, 69.000.
tìm con áo khoác hai lớp sáng cái hồ mà hàng công ty nữa. Chị em mình nghĩ thôi, nghĩ sơ thôi, nó may như thế này thì là lãi cái gì. Hàng may hai lớp cầu kỳ, chị em mình phần trăm của nó xanh đạo chứ không phải xanh ngọc kim loan nha. Phần trăm của vàng, nó này vàng xanh l, vàng vàng xanh l, còn màu gì nữa đó, cái màu xanh biển biển có hồng kim loan lên cho đúng mã nha. Kim loan không có xanh ngọc đâu, xanh đậu cho chị Phan Văn kìa, thêm cho chị Phương Nguyễn kìa. Đấy, áo khoác này đẹp lắm, chị Tục Tăng có rồi, Tục Tăng có rồi. Báo mới xanh đậu xanh lờ. Vừa đẹp vừa rẻ nữa. Ok, giờ mới thấy chị báo mới luôn. Trời ơi, thấy trầu sách ngưng like rồi mới thấy like ai còn em. Giờ luôn đó nha. Ô, cái màu này, cái này CL có mấy cái chứ mấy, CL có XL thôi, XL. Đây, đây, tôi lên nốt cái màu này nữa luôn nha, chị em mình thôi. Tí lương ok nha, lương ok. Tí lương thì có ái gì ta. Rồi, lên luôn dùng mã biển luôn, dùng em mà hết biển L và biển XL, 55 ký quay đạo và 60 quay đạo. Rồi là ngưng nhá. Xin đạo cho chị Minh. Đây này, thấy chưa? Minh Phương Nguyên giờ mới lên được này. Minh Phương Nguyên đạo L. Đây, đạo L mẹ đang mang này. Minh Phương Nguyên. Ok. Đấy, thấy chưa? Xây L hết rồi đúng không? Đạo L hết rồi mấy tình yêu ơi. À đây, đây nè ba, báo mới có rồi. Đây nè, cho chị kim loan nè. Ok, kim loan mai dương, kim loan mai dương. Minh Phương Lương có rồi, báo mới có rồi. Ủa còn màu gì? Còn màu xanh biển thôi, từng nửa màu chứ mấy. Cho chị màu xanh đậu với màu gì cũng được nha. Thủy lệ hả? Cái màu gì? Lấy màu xanh biển này, xanh biển với xanh đậu nha. Chị Thủy Lệ có chưa xả? Chưa. Thứ hai coi chị Thủy Lệ. Ok. Ok, chị báo mới hình như là khách cũ mà. Còn màu gì á? Xanh biển CL cho biển mình đi. Chị không biết mấy con. Thế Phương Nguyễn không biết mấy con đâu, mai chốt rồi hả? CL cho chị Nguyễn Quỳnh Như dồn. CL xanh biển cho chị em mình. Chanh biển, chanh biển đấy. Đúng hình như à? Đúng hình như CL. Xong, màu nào đã ra hết. Xanh đạo CL cho chị Lê Nhung Lê Thị kìa. Xanh đậm đã CL đang đi còn. Ra không còn, đây là ba Nhung Lê Thị. Ôi, XL. XL là gì? XL là cái chi Thanh Hoa. Đây này CL, rồi hết xanh đậu CL luôn nhé. Cái này hồi nãy là Nhung Lê Thị à? Nhung Lê Thị. Xanh đậu XL cho chị Phạm Thị Hiếu. Phạm Ngọc Hiếu. À, Phạm Ngọc Hiếu. Phạm Ngọc Hiếu. Cái XL màu chi? Biển L cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng. Biển CL ít lắm, có mấy con. Biển L cho Nguyễn Thị Bé Hồng. Biển L Nguyễn Thị Bé Hồng. Thấy em chưa, cho em một L. M không có đâu chị ơi, M không có đâu, chỉ có CL thôi. Rồi nha, ngưng nhá, còn xanh biển nữa thôi đấy. Hồng Trần Lê Hồng. Xanh đạo xe chi Hồng Trần Lê Hồng. Bị ảnh comment nữa, chán dê sợ. Đấy, bà Lê Phượng thêm một cái. Thiệt, chị Lê Phượng hay ở ngồi tranh thủ mua những con này, nó rẻ quá thể luôn. Là Lê Phượng đó, thêm một Lê cái Phượng nữa, xây là ba cái đạo đó. Giờ xây biển, xanh biển. Xanh biển à. XL. Hai đi ở ngồi phát mấy con này, mang cho nó sướng. Nguyên cũng hai con Lê rồi. Phượng. Với cái mã gu hai con nữa là bốn con rồi. Còn mã hôm bữa Nam Việt con nữa là năm con không? Rồi nhá, ai lấy biển lên biển nữa sao? Lấy thêm cho chị Lê Thị Thanh Hoa cái biển xây XL. Đây chị ơi, xanh biển đây. Em cầm cái này đi.
chị ơi, chị báo mới em nói là không có size M. Chỉ có size L với size L mà cái comment size M hàng đây em chốt. Đây xanh biển đây chị ạ. Chị ấy này chị lưu luyến nè. XL hồng trần. Mấy khi nó rẻ như thế này mà không bắt về mà mang. Thay qua thay về mà hẳn là hai lớp nữa chứ. Xong ngưng like cho chị em mình ơi. Xong ngưng like nha. Đây, biển đây. Ai lấy biển lên biển dùng nguyên nhá. XL cho chị Hồng Trần Thị Lê Hồng. Đẹp rẻ nữa. Xanh biển cho Trang Lê L. Em nói rồi, nó không có size M. 55kg quay đầu chị em mình lấy size L. Và 60kg quay đầu chị em mình lấy size L. Giờ cái đầu size M cũng không có hàng cả đâu. Cái nhiều khi nhận hàng thì hôm bữa rằng mình đặt size M mà sao gửi size L. Đấy, chị em mình coi lại coi rõ luôn dùng nguyên nha. Rồi ok, ngưng like nhé. Không cái này, không có cái nào size M hết. XL xanh biển cho Lưu Liên. Bye bye chị em mình luôn nhé. Hẹn chị em mình chiều mai nhé. Bye bye mấy tình yêu nha. Size L xanh biển cho chị báo mới. Báo mới hết L. Báo mới, rồi ok hết L luôn. Cái L xanh biển hết rồi chị ơi. Toàn bộ hết size L màu xanh biển rồi. Hết rồi nhá. Rồi ok. Tắt like đây mấy tình yêu ơi. Đây lá hơi bị nhiều. Like từ 8 giờ. Cái L hết rồi nha. Hết L xanh biển rồi. Cái L không còn màu gì cả. Còn mỗi màu hồng nhạt thôi. Chị lấy màu hồng đây, màu hồng thôi. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Dạ ok. Chị ơi, mai chốt đơn chị báo gom với ai báo giùm em nhé. Chứ mai xem có gì thêm. Ok. Ok chị. Lên thông tin chưa? Lên địa chỉ chưa? Lấy rồi. Lấy rồi chị lưu luyến. Lên địa chỉ đi. Chị nào có đơn cứ lên địa chỉ luôn dùng nguyên trên like nhé. Chúc cho nó dễ nhiều. Chị đã bỏ công xem like rồi không có thông tin gì hết. Nhiều khi chị em mình để số điện thoại là mà điện tới điện lui không nghe máy. Như vậy chị như là cái chị gì? Chị Ngọc Ly Sang Trọng này. Mấy mấy hôm nay có xem like không? Chúc một mớ Ngọc Ly Sang Trọng nhớ cái tên quen không? Rồi điện mà 2-3 ngày rồi không nghe máy. Nhắn tin qua không rep thì làm sao mà đi đơn được. Đã bỏ công xem like rồi mà cũng mất công nhà Nguyên. Đã chốt đơn rồi nhắn tin cứ ọt. Thì bao kha mất mệt luôn ý. Lưu luyến có rồi nha. Có rồi lưu luyến thôi. Rồi ok. Tắt like nha. Rồi chúc chị em mình ngủ ngon nha. Mai chuyến sớm nha.